Nguyện danh tam học gia đình tịnh tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cú sa la cầm măng cách tập bằng kỳ đi văn mà cả dê na quả cha manasa thì đa sẽ su ga tăng ca tăng dê sa ta sam nhị nâu a à, thì về cho sa ta a sa ni no ca tăng quên nhà pha lăng mày hàng sắp bê pha ghi pha quan từ tệ dê tăng ca tăng sư vi đi tăng để năng quên nhà pha lăng mày dạ dê ta tha ta na cha anan thì để qua gành ta ni dê đại dùm sắp bê lo cầm hi dê sa ta chạy quan ta ha ra hê tu ca mà muôn năng phơ cha năng sắp bê là phần tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung anh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tường được mà hưởng an phước con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạnh ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoàn hỷ lãnh chúng hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin đau phước bao cùng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Ha Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam nguyên ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm cùng Chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật của Tam Má được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tâm đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama Má. Nam mô Bụt Ha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Ha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đăng tâm thanh tịnh cung chỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông thuyết giảng những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh rất mong được quý vị cho những câu chích chát cũng như những bàn tay để cho một tuần lễ ngài Liễu Tông có một ngày vào đạo tràng được sinh động một chút ạ. Dạ, Nam mô Bụt Ha Giá. Mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đăng tâm thanh tịnh cung chỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Ha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san san tha san ti sa sat ta ba ra cha kha cha ti ka de sa tu tham mang a nu kam mi mang ba chang sa tham ma phe re mi na yan cha ka yang su tan cha bang thang a phi tham ma cham mang a cơ ta dành tơ ta tu sa ta đăng đăng bập bơ tha nay dê bà rì sa dạ mạch chê phạm thiên quần ngầm người khẩn khoản phật nhận lời nhưng chẳng nhỉ hơi
Việc lòng ở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thịnh chữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như được nén hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh á. Con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Tát Sa Pa Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư các sinh nam hay nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, con và đạo tràng nghe được âm thanh của ngài rõ ạ. Con thành kính tri ân ngài. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có Vinh Thánh Pháp nè. Dạ, có quý vị trong đạo tràng có thể đưa bàn tay của mình lên. Vinh Thánh Tâm nữa. Dạ, Xích Phạm Vượng. Và Nhật Quỳnh kính chào tất cả đạo tràng. Quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên và có những câu chích chát để cứu Nhật Quỳnh. Dạ, thật sự là bữa nay Nhật Quỳnh hết giống rồi quý vị ơi. Mấy tuần lễ nay Nhật Quỳnh không có ổn định nên cái đầu nó lu bu quá, nó không có giống. Quý vị cứu Nhật Quỳnh nha. Dạ, xin mời quý vị cho những câu hỏi hoặc những bàn tay à. Dạ, kính mời Quỳnh Chánh Tâm. Dạ, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đánh lễ Sư Chi Đức. Con kính đến lễ ngài Liễu Tông và con xin kính chào đạo tràng. Thưa ngài Liễu Tông, con có câu hỏi này mong ngài chỉ dẫn cho con. Trong khi con học trong cái cõi cái người lạc du nhân đó là họ ở trong ba cõi là cõi người, cõi tứ đại thiên vương và cõi cõi vô tưởng thiên. Mà vô tưởng thiên là cõi trời sắc giới của tứ thiền. Mà trong khi cái người nhị nhân thì không có đắc thiền, thì họ chỉ trong cái cõi là cõi người hay là cõi trời. Còn người tam nhân á thì họ được sanh vào, nếu mà họ đắc thiền họ có thể đắc từ sơ thiền đến tứ thiền ở quảng quả tiên. Nhưng mà con không biết là họ không có trong liệt kê trong cái vô tưởng thiên. Mà con có thắc mắc rằng là sư, là con không hiểu là tại sao là cái người lạc vô nhân mà họ lại được sanh vào cái cõi vô tưởng thiên, mà trong khi cái người nhị nhân đây, ý con muốn hỏi là tại sao cái người lạc du nhân mà lại họ có khả năng họ được tắt trong cái họ sanh vào cái cõi tứ thiền và vô tưởng thiên được, mà trong khi nhị nhân thì không có đắc thiền, không nói gì, mà tam nhân lại không có sanh vào cái cõi vô tưởng thiên mà chỉ sanh vào cái, nếu mà đắc thiền thì, nếu mà trong cõi tứ thiền thì họ sanh về quảng quả thiên. Con không hiểu vấn đề đó, hay là con có nói sai gì đó, con không biết, xin sư giải thích giùm cho con về vấn đề đó. Con xin thành kính tri ân sư. Rồi con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật ra đó, người lạc vô nhân chỉ ở hai cõi thôi. Thứ nhất là cõi người, thứ hai cõi tứ đại thiên vương. Và những chúng sanh đó là thường bị khuyết tật
ví dụ như mù một mắt hay tai điếc hay là chân tay không có đều. Còn ở cõi phạm thiên vô tưởng đó, cái vị đó đó, tại vì họ là sinh với sắc pháp chứ họ không có danh pháp, thành ra họ nếu mà nói nhân thì họ không có nhân, nhưng mà ta gọi là phạm thiên vô tưởng chứ không ai gọi là người lạc vô nhân hết đó. Phạm thiên vô tưởng. Còn cái người lạc vô nhân tức là cái người mà khi mà làm thiện không có đầy đủ tam hay là tứ tư, không tự thủ ba thời bốn thời, thì được sanh làm người lạc vô nhân ở hai cõi, cõi người và cõi tứ đại thiên dương mà thôi, chứ không ai gọi cái người mà sanh cái cõi phạm thiên vô sơ, cái cõi vô tưởng là người lạc vô nhân. Bây giờ chúng tôi chưa thấy, chỉ gọi là phạm thiên vô nhân mà phạm thiên vô tưởng mà thôi, chứ không có vô nhân. Bởi vì họ sắc pháp, họ sanh với cái sắc pháp thì họ là người có nhân, nhưng nó chỉ ở trong danh pháp mà thôi. Cái vị đó là chỉ có sắc pháp chứ không có danh pháp. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính chị An Sư. Dạ, nhưng mà thưa sư, con có cái thắc mắc là vậy, nếu mà cái người lạc nhân nó chỉ sanh vào trong cái cõi là cõi người và cõi tứ đại thiên dương, vậy cái người mà phạm thiên mà vô tưởng đó, vậy là chỉ có người mà họ họ là người tam nhân thì họ mới cái sanh vào cái cõi đó, hay là họ không cần là người nào có thể sanh vào cái cõi mà phạm thiên vô tưởng đó vậy sư, là chỉ có người là người tam nhân hay là không phải là người tam nhân không có thể sanh vào cái cõi đó? Xin sư có thể giải thích cho con một tí xíu đó không sư? Con xin cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch Thế Tôn, giả kính thưa chư quý vị. Phạm thiên vô tưởng là người tam nhân mà đắc ngũ thiền. Đắc ngũ thiền với đời đề mục là sảnh gia khá quý phà quá na. Sảnh gia nghĩa là cái người đó đắc tứ thiền rồi, khi mà tập lên ngũ thiền đó, thì cảm thấy họ chán cái danh này, nó là cái nơi làm cho mình đau khổ này kia, thành ra họ tập cái đối tượng mà để sanh là khỏi vô tưởng, gọi là sanh già quý ra cá phà quá na. Thì khi mà họ sanh đó, họ đắc ngũ thiền thì họ sanh về khỏi vô tưởng. Còn để người tam nhân mà đắc tứ thiền rồi, rồi đắc ngũ thiền, nhưng mà họ hành với cái đề mục là ru bà sanh già hoặc là quý đồ, nghĩa là không chấp nhận cái sắc nữa, thì khi mà sanh về thì sanh về khỏi vô sắc. Còn cái phạm thiên mà sanh về cái khỏi vô tưởng, tại vì không chấp nhận cái danh. Thành ra cái đối tượng của phạm thiên vô tưởng là sanh già quý ra khá phà quá na. Nhưng mà phải đà đắc tứ thiền rồi lên đến ngũ thiền, mà ngũ thiền với cái đề mục như vậy thì mới sanh về khỏi đó. Chứ không phải là tam nhân phạm như mình được sanh gì đó là sanh không có đâu. Nên là họ cũng năng lực của cái thế tệ cũng ghê gớm lắm, chứ không phải là nhưng mà bình thường giống như bình thường. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con kính tri ân sư ạ, và con xin xuống những mít cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, sư Thu Đình Thầy, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Huynh Chánh Tâm. Dạ, Nhục Quỳnh, kính cảm ơn Huynh Chánh Tâm đã có câu hỏi. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, dạ, kính mời đạo tràng có thể đưa tay cầm mic hoặc có thể có những câu chích chát để cho đạo tràng cùng nhau học ạ. Dạ, Hà ơi, Hà cứu Nhục Quỳnh nha Hà. Hôm nay Nhục Quỳnh đuối lắm Hà ơi. Hà có trước máy không? Cứu Nhật Quỳnh vài câu hỏi đi Hà ơi. Năn nỉ luôn đó.
Alo, alo. À, có chiếc máy không? Rồi, xà thú. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Lưu Tâm, con kính đảnh lễ Chư Tăng Đức Tăng Ni, và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, thưa Ngài, sẵn cái dịp Khatina đó Ngài, con có đọc trên mạng về những cái quy tắc lễ, thì con thấy trên Internet có nói như thế này là một cái vị tỳ khu mà phạm vào tội bất công trụ hoặc là tăng tàng thì không được dự lễ Khatina, cũng như không được ở chùa đứng ra làm lễ, thì cái quy luật như vậy đó thưa Ngài, thí dụ như nếu mà Phật, cái vị sư đó có cần phải nói là họ phạm cái giới như vậy thì họ không có làm được lễ, hoặc là nếu như họ không nói thì nếu như Phật tử cũng vẫn làm lễ thì nó cái quả phước báo nó có được thành tựu không thưa Ngài? Dạ con kính trao mít lại cho Ngài. Nam mô Bụt Tha, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự đó, nó không thành tựu với cái vị đó mà thôi, chứ không phải là không thành tựu. Nhưng mà thường thường đó, có những cái đa số những cái dầu đó tội nặng nhưng mà họ che giấu thì nhiều khi chưa tăng không có rõ. Chưa tăng thời bây giờ thì không rõ, chưa tăng thời trước thì có nhiều gì đắc thiện, có thờ tâm thông thì họ biết, thì họ đuổi ra. Đó. Còn cái vị mà đã tăng tàng mà đã khai với chư tăng rồi thì cũng được vô nha thưa. Cũng được vô, cũng được nhận. Tại vì khi mà khai như vậy đó là mình phải hứa là khi nào có dịp. À, tôi bị cái vào cái giới đó khi nào có dịp thì tôi sẽ làm theo luật để được ra khỏi cái sự phạm giới đó. Thì trong thời gian mà mình đã khai với chư tăng như vậy rồi đó, thì mình có quyền. Còn nếu mà mình không khai đó thì khi mình vô đó có thể làm hư thằng sự chư tăng và cũng không có mình cũng không được cái phước. Dù rằng mình người ta không biết, mình có là người có nhiều hạ ngồi ăn trên ngồi trước thì cũng vậy. Cũng giống như người mà có bản án dính vào thân rồi, thành ra không có có ngồi đó nhận thì cũng không có phước báo mà có thể làm cho thành sự không thành. Thành ra hai cái hàng đó thì nhiều khi nó qua nói với họ không khai thì cũng khó ai mà biết. Ngày xưa thời Đức Phật thì cái thời đầu tiên đó, Đức Phật khi Ngài vô ngồi trong cái nơi mà có thể tụng tuyên ngôn đó, nhiều người chư tăng thấy Ngài ngồi lâu quá là biết rồi, có chuyện rồi. Tại vì cái chư tăng mà không được trong sạch thì vô trong cái lúc chư tăng làm thân sự không được. Đúng nguyên tắc là không có được. Nhưng mà nếu mà bị thân tạng khai ra thì vô được. Nhưng mà còn có bất công trụ thì không được. Nhưng mà nhiều ông thì ông không có tu, không học luật thời phạm dẫn giới nặng gì cũng không biết, đến kè nhiều người còn giấu nữa. Thành ra mà bây giờ thì đa số là phạm, thằng phạm chứ không phải thằng thánh mà cũng không biết được luôn. Thì ngày xưa thì thường thằng thánh ở tam thông trước khi vô là mình sự gì mà dùng cái khả năng của người ta để ta coi đấy. Có ông sư nào mà có phạm giới mà giới nhẹ mà sám hối chưa, mà giới nặng thì phải làm sao thì họ mới bắt đầu tụng tuyên ngôn hay là làm cái thằng sự gì mới được. Nam mô Bụt Tha á. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, thưa Ngài, nếu như một cái vị tăng, một vị tỳ khu á, mà phạm cái tăng tàng hoặc là bất công trụ, thưa Ngài, nhưng mà không nói cho tăng đoàn hoặc là Phật tử mà vẫn cứ làm lễ thì cái vị đó có phạm thêm cái tội gì nữa không thưa Ngài? Thí dụ như tội nói láo hoặc là không đáng lý không được làm lễ mà cứ làm lễ thì có phạm thêm cái tội gì nữa không thưa Ngài? Dạ con kính trao mít. Nam mô Bụt Tha, dạ kính bạch chư tôn Ngài, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu phạm bất cùng trụ mà không khai để xả y đó, hoặc tu lại xả di đó, thì cái vị đó phạm cái tội nặng nhất là tội trộm tăng tướng. Mà cái đó trộm tăng tướng, mà khi trộm tăng tướng rồi thì chỉ có một đường đi mà thôi, dù có làm trúng làm tốt làm hay gì đó, cũng có một đường đi mà thôi, nó là địa ngục.
Thành ra người học được đàng hoàng thì ta biết cái lỗi cái phạm của tôi là như là ta xin xả y để tu là sẽ gì nếu vẫn còn muốn tu. Còn tăng tạng thì phải khai thôi. Mà không khai thì có thể làm hư tăng sự người khác, nhưng mà cái tội cũng nặng chứ không không. Nhưng mà tùy theo. Nếu phạm giới thì nguy hiểm chứ không phải là không phải có chứ bình thường. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, con kính tri ân Ngài. Dạ, thưa Ngài, con có nghe giảng như vậy là khi mình hướng tâm đến cúng dường một tăng đoàn hoặc là một vị tỳ khu, thì nếu mình biết cái vị đó không giới không trong sạch, nhưng mà mình hướng đến mình thành tâm cúng dường với cái tác ý là dâng đến cho thánh tăng, thì nó quả phước báo nó vẫn trổ cho hàng Phật tử trọn vẹn. Chứ nếu mà mình không con nghe dạy về vậy thôi, nhưng mà con cũng không có rõ là nếu như mà mình không có cái tác ý đó mà mình nghĩ cái vị đó là bị phạm giới không trong sạch, mà mình cúng dường với một cái thái độ không được cung kính, thì nó quả phước báo nó lại cũng không chỗ như là mình hướng đến cái tâm thành mà cúng dường đến coi vị đó như một vị thánh tăng. Thì con nghe giảng như vậy mà không biết có đúng không. Dạ, con kính trao mic lại cho Ngài. Ngài có thể giảng rộng hơn cho tụi con rõ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Nếu mình biết gì đó phạm giới rồi thì mình có tâm thành cái mấy thì cái phước nó vẫn ít như thường, chứ làm sao không biết. Tâm phạm nhân mình mà bé cái vụ đó nó dễ chi phối lắm. Trừ khi mình không biết. Ví dụ mình vô chùa, với tác ý là mình cúng dường Chư Tăng. Nhưng mà chỉ có một vị sư ở đó hay là cái người trong chùa ta chỉ đến cái vị sư đó mà mình không biết, thì mình còn giữ được cái tâm trong sạch thì vẫn phước báo vẫn đầy đủ. Nhưng mà mình biết ôi cái ông này thì giới không trong sạch, sao họ cho mình đi tới dân, thì cái đó thì chắc chắn là không được trong sạch rồi, chứ không thể nào tránh khỏi cái tâm mình nó đã không trong sạch thì làm sao cái phước nó có thể nấy được. Bởi vì thấy không? À, ngay cả nếu mình dân cho Chư Tăng, mình xin với Chư Tăng đó, mình cúng dường Chư Tăng, nhưng mà bữa đó xong Chư Tăng không rảnh, chứ còn ông Sa Di rảnh thôi, ông Sa Di đi ra cái chỗ mình để nhận đồ đó, thì cái đó cũng gọi cúng dường tăng như thường. Cho nếu mình thấy ông đó, mình biết ông đó là Sa Di, mà mình trong đầu óc mình nói sao mình cúng dường tăng mà đưa ông Sa Di ra nhận, thì cái đó cái bước mình nó bớt liền, nó mất năng lực liền, thì sao mất được. Với cái tâm mình lúc cúng dường không có trong sạch. Mà không phải cúng dường Chư Tăng, với cái tâm mình nó nếu kéo sẽ gì đó là cái rồi. Thành ra mình giữ được cái tâm trong sạch lúc đó thì vẫn gọi là cúng dường tăng nhà thường. Còn nếu không có giữ được cái sự trong sạch đó thì phước nó phải mất năng lực, chứ không nói tiếng nào. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con kính tri ân Ngài. Vậy thì cái hàng Phật tử chúng con, thưa Ngài, thí dụ mình cúng dường mình vẫn có hướng tâm và thành kính đến thí tăng thì quả phước báo nó trọn vẹn nhiều hơn là mình chỉ nhắm hướng đến một cá nhân hoặc một vị tỳ khu, phải không thưa Ngài? Dạ, con trăm mít này. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra thường thường người ta cúng dường đến Chư Tăng không, nhưng mà hiện tại nhiều khi mình không có quen cái cách cúng dường là mình làm nó bị khuyết điểm chứ. Nhưng mà cái mấy cái dân mà nó ở giống như họ phải làm cái điện sáng họ để bát, họ đâu cần biết ông đó lại khi mà họ nguyện hôm nay tôi có ba phần như vậy thì cũng vừa là Chư Tăng, thì ông sư nào tới thì họ đậm lệnh lễ ông sư dở bát lên, ta bỏ vô chứ là đâu có khe ông sư nó ai đâu, thì cái đó phước báo vẫn đầy đủ như thường. Nhưng mà mình tò mò mình ông sư dở bát nghe có lén lén mà liếc liếc thôi à, cha này thì bữa nay thôi mình chắc tiêu rồi, nhà này này nọ rồi này kia chồng, liệu có phước mà nó bị mất mất bởi cái sự chi phối của sự trong sự suy nghĩ của mình đó. Thành ra thường đó, mình muốn cúng dường cúng diện, bây giờ mình ngó mặt cái không đó khơi là ông nào đó,
mình chỉ cần thấy cái tăng tướng là vậy như là mình cứ cúng dường thôi. Đó. Chứ còn nếu mà mình cúng dường mình ngó lại coi ông này ông nào, mà lỡ ông đó là mình biết ông đó hay là ông có tai tiếng mà mình đã biết mình không giữ được tâm trong sạch thì phước nó bị mất cái sao, mất năng lực liền, trừ khi cái tâm mình vẫn giữ được trong sạch đó, nên là không ngó cho chắc ăn. Đúng rồi, Bích Thầy. Dạ, dạ con kính tri ân ngài. Dạ sa thưa, sa thưa. Dạ thưa ngài, con hỏi thêm một câu nữa. Giống như bên tụi con á, thưa ngài cũng biết là ở xứ Mỹ thì chùa chiền nó không gần như ở Việt Nam, thì các chùa ở khá xa và nhiều khi cũng những tiểu bang khác, nhưng khi có lễ dân nghi thưa ngài, tụi con vẫn cùng nhau đóng góp ở dân y, thì ngài vẫn dạy là phải có tư tình, tư hiện và tư hậu. Nhưng mà thường nếu mà ở xa quá thưa ngài, tụi con đâu có thể tới chùa mà dân y liền, nhưng thành ra phải nhờ những bạn đạo khác ở cái vùng lân cận đó họ trao y giùm. Nhưng tụi con vẫn luôn hướng đến muốn make sure là có đủ tam tư, nhưng mà cái tư 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 hiện thì chắc cái bộ hơi khó, không biết có cái cách nào mà tụi con cũng có thể có nhiều khi nếu bạn đạo mà cho tụi con coi hình đó thưa ngài, thì tụi con sa thú hoan hỷ, thì cái đó tụi con có được hưởng luôn cả những cái phước tư tiền và tư hiện không ạ? Dạ con kính trọng biết cho ngài. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ kính bạch Thế Tôn, dạ kính thưa chư vị, làm sao mà đủ được. Thực sự đó, nó nói cái trong các loại bố thí này, mà bố thí cúng dường về phương diện mà dân y đó là phải bố thí tận tài, chứ không mà nói chuyện khác không có được. Thành ra thường thường tại sao người ta dành lộn nhau để làm thí chủ, để chỉ để về tận nơi tận đội y đội bác đội này kiêm chùm, thì cái sự cúng dường đó nó mới đầy đủ. Còn lâu lâu mình nghe nó dân y có phước, cái mình có người ở quen ở đó mình cứ gửi gửi về, tức là mình cúng giói chứ không phải cúng thiệt. Bây giờ mình muốn có phước, tại sao mình không có sắp xếp để đúng ngày đó mình xin nghỉ ngày đó để đi tới đó mình làm gì đó, phải không? Mình suy nghĩ là cho kỹ rồi phải không? Đã biết phước lớn mà còn sợ mất job mất gì nữa, phải cúng dường tận tài đàng hoàng chứ không có cái chuyện đó giờ. Quý vị không tin hỏi chúng tôi, quý vị người nào mà từng làm lễ dân y vậy, cái người năm nào cũng dân y mà gửi đi được, hỏi cái cảm giác của họ như thế nào. Có hai người, cái người cúng tận tài cái cảm giác nó vẫn nhiều hơn, chứ làm sao mãi được. Là bởi vì chúng tôi uống nước chút. Mô Bích Thầy á, nhiều khi sự làm phước thông thường thì nó không sao, nhưng mà mình nhớ có những cái sự làm phước mà nó là chuyện lớn cho nó không phải là chuyện nhỏ. Ví dụ như bây giờ đó, mình làm lễ dân y mà mấy ông sư đó không đủ tăng mà lên nhận điểm đầu phước nhiều, không có thể là không thành đó. Thành ra có cái những chuyện phải làm tận tài phước báo nó nhiều nó mới có năng lực, nếu không thì chắc chắn là nó phải có cái khuyết điểm trong đó, thì chắc chắn là phước nào không có đầy đủ năng lực nằm một tài á. Dạ nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con cầm mic không hơi lâu để con trao lại cho đạo tràng.
Dạ, sa thú đành thay. Dạ, cảm ơn Sích Hà. Dạ, con tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Sích Nga. Dạ, con thấy có câu hỏi trong đầu tràng. Dạ, con xin phép được đọc ạ. Dạ, cảm ơn Hoàng Vượng, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thưa Ngài, buôn bán có gì, có phải là cờ bạc không Ngài? Buôn bán cổ phiếu, dạ, Nhật Quỳnh đọc được rồi. Thưa Ngài, buôn bán cổ phiếu có phải là cờ bạc không Ngài? Và con có phạm giới không Ngài? Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ nguyện. Dạ, kính thưa chư quý vị. Quý vị đừng có nghĩ làm cái gì hay bậy bậy là nghĩ tới phạm giới. Nó không có đúng. Có những pháp ác mà không liên quan thế giới đó. Đó. Nhưng mà ví dụ như năm cái điều mà Đức Phật khuyên chúng sanh ông nơi làm là liên quan tới họ bán rượu, bán này, bán nọ này kiếm xong nó quý vị bán đâu đức giới đâu ấy, nhưng mà vẫn đi địa ngục như thường à, bởi vì phạm giới nó có chi của nó, có những cái nó không liên quan tới buôn bán cổ phiếu vậy. Nghĩa là hình thức này đó, nếu mà nó hình thức là cờ bạc thì nó cũng là cờ bạc, nhưng hỏi nó phạm giới cũng nó đâu liên quan tới giới đâu. Nhưng mà tại vì mình ăn lời ăn chia, trong những cái đó mình tính toán sao để mình được cái lời nhiều lợi ích này kia đó, thì cái sự gian lận đó nó cũng không có phạm giới, nhưng mà ít nhất là nó đường đi địa ngục. Thành ra làm cái gì mình coi cái sự mình lựa, mình coi cái sự suy nghĩ của mình nó tốt hay xấu. Nên là người buôn bán cổ phiếu tức là luôn phải có tham là để được cái này được cái nọ, không phạm giới nhưng vẫn đi địa ngục như thường. Để quý vị cẩn thận. Nam Mô Bụt Thầy. Giá sa thú nành thai, con thấy Thăm Má Nành Đá đã sa thú rồi, nhưng mà theo câu hỏi của Thăm Má Nành Đá đó, Ngài giảng dạy con chưa có được hiểu lắm. Dạ, con cũng thỉnh Ngài dùng nước Ngài giảng lại dùm cho con hiểu. Ví dụ mình buôn bán cổ phiếu như vậy, con thì không có làm rồi, nhưng mà con phải hỏi cho biết nha. Thì mình buôn bán cổ phiếu như vậy mà sao là phạm giới, mà sao là không phạm giới? Xin Ngài giảng giải rõ thêm. Con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Gia kính bạch chư tổ nguyện. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thì mình coi bây giờ mình coi cái giới mình giữ ngũ giới, tam giới có chỗ nào là buôn bán cổ phiếu liên quan đến buôn bán cổ phiếu không? Đâu có. Trừ phi mình lường gạt người ta, mình lợi dụng cái sự buôn bán cổ phiếu rồi mình lường gạt người ta, thì cái đó nó mới dính vô giới, phải dính vô giới tội ăn cắp. Chứ còn nó không dính vô những cái tội đó thì làm sao mình gọi là ấy được. Ví dụ người ta buôn vậy theo cái luật lệ của nó đàng hoàng đó, thì làm sao phạm được, không có phạm. Nhưng mà luật lệ cái đó, đó nó không có đi sâu tới cái chuyện mà mình là việc làm của mình. Thì việc làm mình buôn bán phiếu mình phải có tham, mình tính, nghĩa là đường này đường nọ để cho mình được cái phiếu lời nhiều hay gì trong chồng đó, thì cái đó nó mới dẫn mình đi địa ngục. Chứ cái đó đâu phải là phạm giới. Nghe không? Ví dụ như buôn bán chất sai đâu phạm giới, nhưng mà uống chất sai thì phạm giới. Hai cái nó khác nhau. Khi mình làm gì mình phải biết đầy đủ những cái chi tiết, mình không bên cạnh này kia, rồi mình mới so sánh những cái chi của giới hay là những cái chi của những cái pháp mà Đức Phật cấm. Nó có những chuyện Đức Phật cấm nhưng mình không liên quan, gọi là tà mạng, không liên quan tới phạm giới. Không phải lúc nào cũng phạm giới không. Mình giữ ngũ giới tam giới, mình cứ lấy đó mình đo là thế nào. Mình làm việc đó đó có dính vào ngũ giới hay tám giới không? Nếu không dính làm sao phạm được? Nhưng mà họ có đi thì ngục không, vẫn đi như thường. Nếu mình đã liên quan tới tham, liên quan tới sân, liên quan tới tà kiến thì vẫn phạm chứ không phạm. Phạm cái lộ đi xuống bốn đường đạo, thấy không? Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thủ thành thai. Dạ, con đã hiểu được Ngài nói rồi. Dạ, con tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Dạ, kính mời đạo tràng. À, có thể cho những câu chết chát. Dạ, cảm ơn sách chát. Dạ, con xin đọc câu hỏi của sách chát. Cho phép Nhật Quỳnh nha. Nhật Quỳnh cho cái chữ đó to to lên chút một chút, mắt của Nhật Quỳnh nó kém quá. Bạch Ngài, khi chúng con làm một việc phước như làm chủ lễ dân y, thì chúng con nên hồi hướng phước cho thân nhân đã quá vãng như thế nào? Thưa Ngài, và con kính dân bích đến Ngài. Nam Mô Bích Thai giá. Nam Mô Bích Thai giá, kính bạch chư thầu, giả kính thưa chư quý vị. Thì quý vị bắt trước em vô Bình Sa đó, vô Bình Sa khi mà ông làm lễ xong cái ông hồi hướng thế nào? Ý đăng nô nhà tiên năng hổ tổ sự khi ta hổ tổ nhà thầy vô tôi chứ có gì đâu. Nên nguyện phần phước của này hãy đến tất cả những thân bằng quyến thuộc của chúng tôi đã quá vãng. Cầu mong các vị ấy thọ nhận đầy đủ và được an vui vậy thôi. Chứ mình đâu biết họ cần gì đâu. Nhưng mà khi mình hồi hướng á, mình phải biết cái nhân quả của việc hồi hướng. Ví dụ như chúng sanh đó, thường thường chúng sanh mà mà quá vãng rồi đó, thường thường cái cần của họ là cần cái gì? Thường họ cần vật thực chứ không cần gì đó. Nhưng mà mình phải dâng những cái gì để cái quả nó là vật thực. Bởi vì chúng sanh mà nhận được trực tiếp chỉ có ngạ quỷ mà thôi. Còn những chúng sanh khác á, nếu họ ở những cái cõi mà ví dụ chư thiên, chư thiên gần gần mình, họ biết thì họ phải xả thú, họ được cái phần đó. Nhưng họ tùy hỷ phước báo chứ không phải là họ nhận cái phước của mình cúng dường. Họ chỉ tùy hỷ phước báo thì họ có phước. Chứ còn bây giờ mà cái chúng sanh mà đi sanh cũng được đạo, thì dù sanh làm ngạ quỷ đi vậy. Rồi mình hành thiền, cái mình hồi hướng cái phước, mình hành thiền tới phước trí cho họ, họ nhận được à? Họ đang đói thế mồ họ đi mà họ muốn gì mà nhận mấy cái đó, thấy không? Thì mấy cái đó, những cái chúng sanh nào nó ở gần mình như chư thiên mà kia thấy mình làm việc hay, nó xả thú rồi nó tùy cái phước báo của mình thôi chứ làm cái được. Còn đôi khi quý vị làm phước phước, quý vị phải biết cái phước đó và cái người quá giảng như thế nào, thấy không? Còn nếu mình hồi hướng chung chung thì dùng cái câu của vô Bình Sa Dư, vô Bình Sa được rồi, hồi hướng chung chung. Nếu có gì nào họ biết được cái đó thì họ hoan nghĩ ra tú. Bởi vì khi mình hồi hướng cho người thân nhân mình nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải thân nhân mà mới quá vãng. Nhiều đời nhiều kiếp có thể họ một vài kiếp đầu có thể họ ở câu cảnh, nhưng một vài kiếp sau có thể họ lên khỏi câu cảnh này, thì họ vẫn có thể là tùy hỷ phước báo với mình. Chứ còn mà chúng sanh mà quá vãng mà để nhận được phước trực tiếp thì chỉ có những sanh ngạ quỷ mà thôi. Nó thành ra mình làm gì phải làm cho đúng nhân quả thì người kia ta mới nhận được. Đó. Mình đã không dân cúng vật thực để mình hưởng cái phước dân cúng vật thực đến cho những cái chúng sanh mà chết sanh làm ngạ quỷ đó. Mà mình ngồi thiền là mình hưởng báo, rồi mình làm những cái việc như dân y mà hưởng báo họ không có nhận được. Bởi hai cái phước nó khác nhau. Đó. Thành ra người trong kinh, trong chú giải nó mới chia là phước thí, phước thí, phước vật, phước trí là vậy đó. Rồi nó cái mỗi cái thứ là phước nó có cái quả khác nhau. Đúng. Thành ra mình phải học cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ để làm khi nào làm thì nó mới tới những chúng sanh quá giảng được. Còn nếu không thì họ có thấy mình hay lại gì cũng được, bởi vì chúng sanh có nhiều cái hạn. Họ chỉ nhận gián tiếp cho nhận trực tiếp được. Ví dụ như nếu mình có thần thông biết chúng sanh quá giảng là sanh làm ở nhà kế bên cạnh thế nào, thì thay vì mình làm phước mình nội hướng phước báo cho họ, nó không nhận được. Nhưng mà mình làm tô côn cái mình kêu nó qua cho đàn là nó nhận được. Hai cái nó khác nhau rất là xa. Thành ra cái chuyện hồi hướng không phải là mình mở miệng ra mình nói là cái người ta nhận được, chưa chắc. Nó không biết thà giác.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của sách chá. Và con đã thấy sách chá đã kính tri ân Ngài rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai dạ. Và sa thú kính cảm ơn câu hỏi của Thầm Ma Nanh Đá. Cho Nhục Huynh cho chữ to chút xíu nha quý vị. Kính thưa Ngài, giữa thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp khác với thân hành, khẩu hành và ý hành khác nhau như thế nào? Thưa Ngài, dạ con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bích Thai dạ. Nam Mô Bích Thai dạ, kính bạch chư tôn hành giả, kính thưa cho quý vị. Thật sự hỏi nó cái này quý vị học cho tới nơi để nhận chi pháp, chứ còn chúng tôi trả lời cũng không chắc quý vị hiểu, bởi vì quý vị không có nhận ra được chi pháp mấy cái loại này. Thân nghiệp, khẩu nghiệp ấy là cái nghiệp làm từ ba đường, đường khẩu, đường thân, đường này nọ đó, thì nó có chi pháp của nó. Còn cái thân hành, khẩu hành, ý hành nó cũng có chi pháp riêng của nó chứ không phải không. Ví dụ thân hành đó, chi pháp của nó là hơi thở. Mà khẩu hành nó chi pháp của nó sẽ là tầm với tứ. Hành nó quy biết tầm tứ nó ở chỗ nào này kia mà dùng. Còn cái ý hành đó thì nó là thọ và tưởng, hoặc là tính luôn cả 50 tâm sở trừ tầm với tứ. Thì đó là những cái pháp mà mình phải nắm được chi pháp của nó thì mình mới nói được nó ở chỗ nào. Nó mới phân biệt được nó khác nhau rõ chỗ nào rõ ràng. Chứ còn nếu mà nói một cách chuyện mình không biết thân nghiệp, khẩu nghiệp với nghiệp, chi pháp là gì thì không thể so sánh với thân hành, khẩu hành. Bởi vì ba cái này, sáu cái này là nó khác nhau hoàn toàn. Nó không có liên hệ với nhau đó. Chứ không phải là nó giống nhau hay là... Nhưng mà tại vì thường thường đó, cái chữ Pali nó có nhiều nghĩa mà mình cứ dựa theo cái lối dịch của Tạo đó. Là thấy chữ nào cũng hà cũng dịch thôi đó. Thành ra khi mình dịch cái chữ nào cho nó quen dễ hiểu rồi đó, rốt cuộc là mình không hiểu nó là gì đó. Thành ra muốn hiểu cho chắc ăn là phải nắm được chi pháp. Chi pháp rồi khi mà nói là phải nói nó biết nó ở chỗ nào thì mày ra. Chứ còn quý vị đừng nghĩ quý vị lên room này quý vị nghe mấy hoặc room nào đó nghe quý sư giảng sơ sơ hay nói cái bài kinh nào là quý vị đem đi so sánh là tưởng rồi mình hiểu cái chưa chắc. Cái vấn đề là chỗ đó vậy. Nhiều mình muốn mình không hiểu chỗ đó, mình không biết nó như thế nào ấy, chẳng phải nắm được cái chi pháp của mỗi thành phần. Còn nếu không nắm được chi pháp thì nhiều khi mình hỏi thì quý sư có trả lời thì quý vị cũng không có nắm được. Nắm một cái tài giáo. Dạ con thấy Tham Ma Nanh Đá đã sa thú tri ân Ngài. Dạ con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Ngài và cảm ơn câu hỏi của Tham Ma Nanh Đá. Dạ Nhục Huynh kính mời bàn tay quý vị ạ. Mời những câu chết chát. Dạ mời bàn tay. Dạ con không thấy câu chết chát, cũng không thấy bàn tay. Dạ con ồ có bàn tay của Kim Oanh, mời Kim Oanh nha. Dạ mời Kim Oanh cầm mic xong rồi thì Nhật Quỳnh xin chạy ra nha. Tại không biết sao mà cái mic của Nhật Quỳnh thấy không có bàn tay của một vị, do chắc nghĩ là do mic. Dạ Nhật Quỳnh mời Kim Oanh nha. Dạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Đạo Bà Giá, Nam mô Thăng Bà Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Lễ Tâm ạ. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và các cô bác anh chị ạ. Dạ, hôm nay con đến muộn, nhưng con đã, hôm qua con đã nghĩ được một câu hỏi, một vài câu hỏi con xin Ngài chỉ dạy cho con ạ. Dạ, có trong, con còn đọc trong kinh kinh Giáo Thọ Ca Thì La Việt đấy ạ. Có cái đoạn về cái... về pháp tri ân bạch thưa Ngài ạ, cái pháp tri ân về các cái phương Đông, phương Bắc, phương Nam và phương Tây thì con xin
xin Ngài cho con hiểu rõ về các cái pháp tri ân để con có thể hành pháp đúng với những cái gì mà Đức Phật dạy ạ. Vâng, con xin cảm ơn Ngài ạ. Xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy, kính bạch chư tôn nguyện, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, 6 hướng là 8 hướng là 10 phương vậy đó, là cái đó là của Bà La Môn. Thì Bà La Môn dạy con ông ấy để thành cờ Đức Phật đi ngang, Đức Phật mới dạy cho hiểu tri ân ngày như thế nào, chứ không phải tri ân lại hướng đông, tri ân không có phải. Nhưng nó đọc cho kỹ, chứ đọc sơ sơ rồi không hiểu vậy đó. Còn thật sự ra đó, mình muốn tri ân đó thì những cái người mà có ân với mình thì mình mới làm cái hành động tri ân đó được. Ví dụ như bây giờ mình biết à, mình hiểu được những một số điều vậy đó là do cái pháp của Phật. Thành ra đối với cái mà mình muốn tri ân đó, từ trên Đức Phật giáo pháp với tăng chúng, tức là học trò của Ngài á. Nhưng muốn tri ân cái đó thì phải học tới nơi tới chốn, chứ còn nếu không học mình không biết được đâu tri ân đó. Để mình phải hiểu Đức Phật khi mình tri ân mình làm gì. Nó có nhiều chuyện, nhưng mà cái chuyện mà Đức Phật tán dương nhất là Đức Phật nói người nào kính trọng ta là người đã hành theo pháp của ta. Thì Đức Phật dạy cái pháp hành để đi ra khỏi luân hồi, mình hành theo pháp đó thì được gọi là mình tri ân Đức Phật. Còn mình không làm cái đó thì thôi, chứ mình cứ vô chùa là cúng này chúa này, cái đó không phải là tri ân Đức Phật. Còn tri ân giáo pháp là tức là lời dạy của Ngài đó, thì mình phải học cho nó đúng mức thì nó mới đưa tới cái pháp hành của Đức Phật cho nó chính xác đó. Còn bây giờ mình không có cơ hội mình học cái gì thì mình phải tới đi cái nơi mà có chư tăng, mình hỏi để mình biết những cái pháp Đức Phật như thế nào đó, tri ân đó ăn tri ân tri nào từ Phật pháp tăng. Còn nữa là cha mẹ rồi thầy tổ đó. Bởi vì cha mẹ là giống như phạm thiên trong nhà, là người nuôi nấng, người mà khổ công khói để cho mình được cái cơ hội như ngày hôm nay. Nhiệm vụ phải tri ân, tức là mình nghe là mình nói trắng là báo hiếu đó. Còn thầy tổ cũng vậy, là những cái vị mà cho mình những cái sự hiểu biết chính đáng để mình có thể mình sống thì làm người mà không phải lo sợ thì sẽ đi bốn đường ác đạo về sau. Mình có nhiệm vụ ở trên mà tri ân, tức là mình dâng theo lời của người ta, mình hành theo những cái pháp đó, mình làm những cái gì hay phải gì đó, dạy về vật chất hay về tinh thần, chứ không phải là mình tri ân Đức Phật tối ngày cái hay gặp tượng Phật đâu lại đó, vô chùa thấy tượng Phật đẹp mua nãy chú lên xong rồi cái lại hai ba lại ấy. Con dân ngày nãy chú cầu được để con được trúng số lottery kỳ này rồi này kia xong rồi đó, không phải là tri ân. Nên nhớ cái câu mà Đức Phật dạy, người nào mà hành theo pháp của ta dạy là người đó là có sự kính trọng ta bậc nhất đó. Câu đó được dạy trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn đó. Nhưng mà hiểu những cái đó là mình mới làm được. Nhưng mà thường mình không có nhiều cơ hội thì cái người mình cần với trân nhất là cha với mẹ mình, người mình cho mình cái cơ thể như vậy. Nhưng mà thường thường là mình không có làm. Thế nào cái ngày vui lâu lâu về cái rủ bạn bè đi chơi đi nhậu, nhiều khi bố mẹ nằm nhà bệnh không có công ăn mà mình đâu có khe đâu. Thành ra mình muốn trân là đền đáp với những cái ân đức họ qua cách mà săn sóc. Mình làm thế nào để cho những cái vị đó có được sự hạnh phúc. Bởi vì nó nhớ cái người mà để cho mình cái thân thể này đó, mà mình bất hiếu là chỉ một con đường đi là đi xuống mà thôi, chứ không có đường nào mà đi lên nữa. Bởi vì cái vị đó đó là từng bệnh da xẻ thịt, nhiều khi mất cả mạng để cho mình có sự sống ngày hôm nay. Mà thường mình không coi thường, mình không biết phục dụng, biết nuôi nắng thì mình có nói mình tri ân thì nó chơi thì vui, chứ mình nói không có đúng sự thật. Và hai người đó là hai người ở gần mà mình cần phải
Thảo, biết ơn Thảo. Nhưng mà muốn tri ân cha mẹ phải làm sao? Thì Đức Phật cũng dạy trong bài kinh 38 Pháp Văn Lành, cha mẹ chưa có đức tin, làm thế nào cha mẹ có đức tin? Đức tin trong giáo pháp Đức Phật, chứ không phải đức tin trong mấy cái gì tào lao ngoài. Cái thứ hai là cha mẹ chưa biết thì giới, chưa biết bố thí gì, làm nào cha mẹ biết? Chưa, mẹ trí tuệ chưa phát sanh, làm thế nào cho trí tuệ phát sanh? Thì những cái đó là cái phương pháp báo hiếu nhất, cao thượng nhất, phương pháp đền ơn cao thượng nhất. Mà mình có làm không? Chắc chắn là đa số người Việt Nam không có làm. Ông bà sanh tôi ra thì ông bà có nhiệm vụ phải nuôi, cái đó không có nhiệm vụ gì đó. Mình có nhiệm vụ là phải đền cái ơn sanh thành dưỡng dục đó, chứ không phải là mình đổi thừa cha mẹ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Kim Oanh ơi, Kim Oanh có còn thắc mắc không? Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Kim Oanh. Và rất là ơn câu hỏi kêu Kim Oanh hỏi để Ngài trả lời, để biết và bản thân Nhật Quỳnh biết mình phải làm như thế nào để gọi là có pháp tri ân. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị, mời bàn tay và mời những câu chích trác ạ. Xin quý vị có những câu hỏi trong một tuần lễ có một ngày thôi. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sách chá. Bạch Ngài, khi chúng con cố gắng tu tập. Mến chào Nguyên Trang. Dạ, cho Nhục Quỳnh làm cái chữ này nó to lên. Nguyên Trang hôm nay vào cứu Nhục Quỳnh nha Nguyên Trang nha. Bạch Ngài, khi chúng con cố gắng tu tập nhưng lại gặp nhiều chứng duyên từ những hoàn cảnh xung quanh, thì chúng con nên làm gì thưa Ngài? Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, con kính dâng bích đến Ngài ạ. Nam Mô Bích Thai Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự cái duyên mà làm mà trở ngại mình nhiều nhất là tại mình không có học. Nên khi mình không học, mình biết gì đâu, tu tập là thấy vô xe qua xe lại, rồi dẫu đụng cái này, đụng cái nọ, rồi mình nói chứng duyên, hoàn cảnh nào này kia. Cái gì để ý là có phải không? Nghĩa là muốn tu tập là phải học chứ, mình nói mình không học thì mà tu được, à, chuyện đó không có ai nói đó, Đức Phật cũng không có dạy. Nghĩa là phải học trước chứ, mình không học rồi mình vô đó thì chứng duyên nó phải phát sanh rồi. Rồi dù có muốn làm gì cũng không được. Bởi vì mình giống như người mù mà đi giữa rừng sâu. Nghĩa là không lọt giếng thì cũng lọt hầm. Chuyện là chuyện đương nhiên. Cho nên từ đó ta muốn làm gì thì phải học cho nó rõ ràng trước. Học cho tới nơi tới chốn rồi mình mới hạ thủ công phu. Thì lúc đó may ra mình không gặp chứng duyên đồ này kia không. Còn nếu mà chứng duyên đó mà thật sự nó là chứng duyên là tại vì mình thiếu phước. Thì bên cạnh cái sự học hỏi để có khả năng tu tập là phải làm phước. Phước gì? Bố thí, phục vụ, tùy hỷ phước báo, một trong 10 phương pháp tạo phước mình cứ làm vậy. Thì không bao giờ có chứng duyên, phước mình cũng không tạo. Vì ông ấy nghe nói là, ôi ông thầy sư hay lắm, mình tới đó, mình theo ổng vài ngày đó mình được an vui này kia, ông sùng, xin lỗi quý vị. Ngày xưa mà ông xuống núi rồi, ông bà ông ở trong rừng mấy chục năm để ông tu tập. Thì hỏi ông coi, đổ bao nhiêu nước mắt ra chợ đó. Còn mình nói đi tu học, mà nghe đồn ai đồn vậy cứ tới. Đi rồi, thứ nhất á, quý vị không học. Gặp ông thầy sư giỏi cách mấy quý vị cũng từ bị thương tới chết thôi. Tại do là ngôn ngữ bất đồng, nhớ chuyện đó. Tôi nói ngôn ngữ Phật Pháp chứ không phải là hỏi ông đó là ông thiền sư nói điện rồi. Mình người Việt là mình ngôn ngữ bất đồng cũng phải. Ngôn ngữ về Phật Pháp bất đồng. Nên là nhiều khi ông dùng những từ Phật Pháp mình nghe không hiểu gì hết. Dù rằng có người dịch ra cũng không hiểu gì cả. Bởi vì mình không có pháp học là cho anh biết. Rồi khi mình nói trở ngại này trở ngại nọ. Không có nói trở ngại là do mình không... không có đủ kinh nghiệm, không có đủ những cái pháp học cần thiết để mình đi theo những cái chuyện mà mình gọi là tu tập.
thì về nhà cố gắng đi học trước đi, rồi khi nào đầy đủ có căn bản rồi thì lúc đó quý vị hạ thủ công phu thì không bao giờ có gặp những chướng ngại cả. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sa thủ lành thai, dạ con thái sanh cha đã kính tri ân ngài, con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài giảng dạy và cũng cảm ơn câu hỏi của sách cha. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang vào đạo tràng có cầm mic được không? Dạ cảm ơn Khoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nguyên Trang đâu rồi? Hồi nãy Nhật Quỳnh thấy hình như có Kim Nhung vào nữa thì phải à? À không có Kim Nhung. Dạ Nhật Quỳnh kính mời vào, đang lái xe hả? Rồi hết nhờ cậy. Quỳnh Giang Nhật Hà ơi, có trước máy không? Có giúp gì Nhật Quỳnh một câu hỏi hoặc cầm mic giùm Nhật Quỳnh được một câu hỏi không? Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ Nhật Quỳnh thấy nick Thiện Trí Ba. Dạ ơi mời Hà nha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà, Nam Mô Sàng Khai. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Lưu Tông và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con chào đạo tràng. Dạ thưa Ngài, nãy Ngài có giảng dạy về ngũ giới và giữ giới đó thưa Ngài, thì nếu mỗi cái chi pháp giới nó có chi pháp hết thì chọn đúng những cái chi pháp đó thì mới phạm giới. Nhưng mà nếu mà cần sự nam cần sự nữ mà bị đứt một chi đó thưa Ngài, thì cái gọi là giới bất tịnh, hoặc là nếu mà đứt một chi thì cái phạm giới nó có đứt luôn hết mấy cái kia hay nó chỉ đứt một chi, và nếu như vậy thì gọi là giới bất tịnh hoặc là tụi con không có đủ cái trọn phước của cái việc giữ giới không thưa Ngài? Dạ con kính xin Ngài giảng dạy rộng hơn. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó thì trong thanh tịnh đạo giải thích cái đó rất là rõ, nhưng mà chúng tôi lại không có nhớ đầy đủ. Ví dụ như đó, năm chi đức chi đầu thì hư chi đầu thì nó cái nó gọi là giới lũng, cái thức đức chi thứ cuối cùng thì nó gọi là gì đó, nó có tên đó đó, nhưng mà chúng tôi không có nhớ. Tại vì mình học hồi xưa mình học để thi chứ mới học để nhớ, rồi giờ lâu quá thi rồi rồi quên luôn đó, thì đó, mình phải hiểu cái đó ha. Nhưng mà cái thành ra thường thường đó, đức giới là phải đủ năm chi. Nhưng mà quý vị nên nhớ một điều, quý vị không đức giới nhưng mà vẫn tạo nghiệp như thường, giới không hư nhưng mà vẫn tạo nghiệp như thường, thành ra cái đó là cái nguy hiểm nhất mà mình không phân biệt được là mình coi chừng đó. Bởi vì trong cái chi, thí dụ chi sát sanh, chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, có tác ý, có ý để giết, làm cái hành động giết và chúng sanh này chết. Thành ra dầu rằng mình, nghĩa là bốn cái chi kia thì mình có thể khuyết, có thể hư được, nhưng mà cái chi mà có tác ý đó thì không phải hư được. Thành ra dầu rằng mình có đức bao nhiêu chi nữa, nhưng mà mình nên nhớ là cái giới có thể hư, có thể khuyết, nhưng mà cái nghiệp thì không thể khuyết được. Thành ra nó nhớ đó, nó vẫn có khả năng nó trổ quả như thường. Thành ra cái đó cái quan trọng, quý vị phải hiểu cái đó ha. Chứ quý vị không hiểu quý vị nó không, giới tôi đâu có đức đâu, thành ra tôi không có sợ, không sợ gì được ha. Mình không đức giới mà vẫn tạo nghiệp như thường chứ. Quý vị nên nhớ, quý vị tạo nghiệp rồi, cái cơ hội mà nghiệp nó không cho quả đó, nó hiếm lắm. Chỉ có một số trường hợp thôi, còn đa số là nó chờ cho tới khi nào mà quý vị lên đường mà đi niết bàn thì nó mới cho quả, là ngồi mà chỉ có nó khóc thôi. Cái gì mà đọc kinh, trong kinh thấy rõ ràng không? Ví dụ ngày Bà Hy Giá đó, đắc đạo quả rồi, Đức Phật hỏi có gì áo, giờ không có, đi tìm đó. Nó là vẫn tử tận như thường, quý vị nên coi chừng. Thành ra có nhiều khi mình mà quý vị nên nhớ chuyện gì mà chúng tôi nói hoài ra đang nhớ để đấy, quý vị xin giới nhưng mà chưa chắc quý vị đã giữ giới.
mà quý vị có giữ giới nữa chưa chắc quý vị là người có giới nhớ chuyện đó. Nó không phải là cái chuyện giới của mình là cái chuyện nó dễ đâu, nó rất là khó, nó nhiều chuyện trong đó lắm. Bởi vì khi nào có thắc ý là, bởi vì quý vị đọc câu tiếng Việt quý vị biết, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chúng sanh. Thành ra cái sự cố ý tránh xa chúng sanh quý vị không còn, tức là lúc đó quý vị là đâu có giữ giới đâu. Bởi vì cái thì cố ý tránh xa chúng sanh là tác ý đó, cái đó là tác ý đó mà. Nó đổi cái chuyện khác rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị vô, cái quý vị xin giới xong rồi quý vị ra ngoài, quý vị lấy đồ để vô chuối này kia để cúng lên Phật đó, thì cái lúc đó cái tác ý quý vị đâu còn giữ giới nữa, thấy không? Nó khó khăn lắm chứ không phải vậy, là đâu phải có chừng. Nó không khuyết cho này, nó đôi khi nó cũng khuyết cho khác. Thì bởi vậy ráng cố gắng mà làm cho nó đúng thì nó mới có nhiều kết quả. Còn nhiều khi mình hù hở là nó ít có kết quả lắm. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, Ngài cho con hỏi thêm sự khác biệt giữa một người họ không thọ trì tam quy và ngũ giới, nhưng mà họ vẫn giữ giới trong vẫn có thể giữ giới, như những người như những người ngoại quốc như con biết đó, cũng họ cũng không có sát sanh, không trộm cắp, họ vẫn sống một cuộc đời sống rất là như một người giữ giới cho đạo Phật. Thì cái sự có cái sự khác biệt giữa người thọ trì tam quy ngũ giới và giữ giới, và có sự khác biệt gì với cái người họ không thọ trì tam quy ngũ giới nhưng mà cái giới của họ vẫn cũng như là cũng con theo con nghĩ là cũng như là trong sạch đến thế ngày, cũng họ cũng biết giữ giới, họ không sát sanh, họ thương yêu các động vật, thì cái có sự khác biệt không thưa ngài? Dạ con xin trao mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn này. Dạ, kính thưa chư quý vị, cái tam quy ngũ giới là cái phao đế sinh giữa cõi người và cõi bốn đường ác đạo. Vì nhớ vậy đó, mình không có phạm giới nhưng mà mình không có tác ý giữ giới. Bởi vì khi quý vị thọ giới là quý vị phải có tác ý để giữ, còn quý vị không phạm mà quý vị không có thọ, không gì có thể quý vị không có phạm. Nhưng mà cái căn bản của cái sự không phạm không có nghĩa là người đó có giới, nên nhớ chuyện đó. Nhớ. Vì chúng tôi vừa nói vừa rồi đó, cái con xin vâng giữ được là cố ý tránh xa sự sát sanh. Mà nếu mà mình không có tác ý để tránh xa sự sát sanh, dù là mình không phạm đi nữa cũng không thể gọi là người có giới, nên nhớ chuyện đó. Mà không phạm không phải là người có giới thì coi chừng cái lúc mà thần tử đó thì tâm mình không có dựa vào cái phao đế sinh nào để mình đi lên, là lúc đó lên chừng có thể đi xuống chừng, dù là không có phạm giới, ơi không có phạm quy định cái điều đó, là cái đó là cần phải cẩn thận lắm mới được. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thứ sa thứ, con kính tri ân ngài. Dạ, vậy thì thọ trì tâm quy ngũ giới là một cái foundation và sự cần thiết mà tất cả các hàng Phật tử đều phải luôn ghi nhớ. Dạ con kính sa thú ngài. Dạ con kính chào và mít lại cho vị kế tiếp hoặc là đạo tràng. Dạ sa thú đình thai, cảm ơn câu hỏi của sư tha. Dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay và mời câu chích chát của quý vị ạ. Dạ, mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay hoặc là có thể có câu chích chát Nhật Quỳnh xin đọc ạ. Dạ, con thấy không có câu hỏi trong đạo tràng. Dạ, con xin hỏi một câu. Dạ, nếu vị nào có câu hỏi cứ đưa lên. Nhà Nhật Quỳnh xin gác câu hỏi Nhật Quỳnh để dành vốn ạ. Dạ, dạ bạch ngài, con nghe có một người Phật tử nói với con như vậy nè. Có một vị lên giảng pháp nói nhiều điều mà Phật tử người ta nghe, người ta cũng theo cũng nhiều, thậm chí người ta có chùa đến để đi theo nghe cái vị này, tại vì vị này nói là mình không có cần đi chùa.
cũng như cũng không cần học Đức Phật nói là mình không có cần học pháp, mà do cái câu chuyện mà Đức Phật nói là ngài đi tới một cái rừng thì ngài nắm một nắm lá lên trong tay, thì ngài hỏi chư vị tỳ khưu là cái lá trong tay ta và cái lá ở ngoài cái nào nhiều, thì quý ngài nói là cái lá trong tay ít và lá ở ngoài rừng rất là nhiều. Thì do do cái vốn tại hạ đó, do cái câu chuyện của Đức Thế Tôn nói như vậy, thì vị này nói Đức Thế Tôn nói là pháp ở ngoài cái những cái bài pháp mà ngài đã giảng cho chúng sanh trong 45 năm thì ít như lá trong bàn tay của ngài, còn chi pháp thì nhiều như ở ngoài rừng, nên là mình không có chỉ học những cái pháp mà Đức Phật đã dạy, ví dụ như những bài kinh Bali đã có sẵn là đọc đi đọc lại. Câu hỏi của con xin ngài giảng dạy giùm con, trong kinh Bali có chỗ nào nói là mình không có cần học pháp của Đức Phật dạy, tại vì quá ít mình phải học ở ngoài nhiều hơn? Và con kính nhân bích đến ngài, ngài chỉ dạy cặn kẽ cho con để con có thể học và hành theo để được sự lợi ích. Con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bố Thầy, gia kính bạch trên đầu này, gia kính thưa quý vị, cầu không cần phải học pháp của Phật, chỉ ở ngoại đạo nó mới nói thôi. Còn cái vị nào mà mặc y mà nói như vậy thì có lẽ là không có con đường nào trống trải để đi lên. Cái gì nên nhớ trong bài kinh mà Đức Phật hỏi là lá trong tay ta và lá trên ngọn cây đó, cái nào nhiều, cái nào ít. Thì họ nói lá trong tay ngài ít hơn cái lá còn lại trên ngọn cây. Điều đó là ngài nói về có nghĩa là gì? Có nghĩa là 84.000 bài pháp mà ta dạy cho các người đó, nó đủ để các người đi ra khỏi chốn luân hồi đau khổ này rồi. Mà 84.000 bài pháp của ngài gọi là tam tạng đó. Quý vị học bao nhiêu đó đó, nghĩa hiểu chưa được bao nhiêu mà đã đủ khung rồi. Mà bây giờ còn muốn đi học thêm cái pháp nào ở ngoài thì không học pháp Phật thì học thêm pháp ngoài để làm gì? Thì cũng chỉ để đi lang thang ba cõi sáu đường thôi chứ. Bởi vì cái những cái điều gì mà để đi ra khỏi luân hồi Đức Phật đã dạy trong ví như lá trong tay ông ngài rồi. Đó. Thành ra những cái gì mà không phải trong tay ngài mà mình học, tức là mình học cái gì đầy dẫy ngoài đường á, bài bạc đánh lộn đánh lạo chửi thề rồi này kia xong á, thì học cái đó cho đã rồi để làm gì? Thì để đi bốn đường ác đạo thì chắc làm gì, không? Thành ra ngài nói là cơ mình chỉ học những cái ngài đã truyền lại cho mình đó, là mình đã có vốn để đi ra khỏi luân hồi rồi. Còn pháp ở ngoài nó có nhiều như thế nào đi nữa đó, thì mình học cũng như là mình làm một điều vô ích phí thời gian. Có những cái người mà học mà đến nỗi trí tuệ đầy người, biết bao nhiêu chuyện là như thế giới ngày nay nó như vậy, nhưng mà họ vẫn lang thang ba cõi sáu, bốn cõi sáu đường chứ làm sao mà không lang thang được. Còn trong khi những cái vị mà theo Đức Phật chỉ học lá trong tay của ngài thôi, rất nhiều người đã đi ra khỏi chốn luân hồi khỏe re. Còn mình bây giờ đó, nó không ai nói chứ có ai chắc chắn mình cái ngày nào mình đi ra khỏi luân hồi được không? Tại vì trong bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi mình học toàn cái pháp bên ngoài cái, thì giống như lá trên cây chứ không phải trong lá trong bàn tay của ngài. Đó. Cái gì đọc trong bài kinh đảnh lễ tam thế chư Phật, 3 triệu mấy trăm ngàn vị Phật đã ra đời rồi, mình học cái gì mà bây giờ mình vẫn còn lang thang ở đây? Còn chưa đủ tởn à? Lang thang ba cõi sáu đường trong cái luân hồi là còn chưa đủ tởn, bây giờ còn phải đi học những cái thêm cái ở ngoài nữa. Đó. Anh học cái ngoài không? Vô ích nha. Mình đừng, thí dụ như bây giờ mình nói gì cái kiểu đó giống vậy đi. Mình ở cái thái dương hệ này, cái trái đất này,
mình thấy ngoài kia nó có nói là có hàng ngàn 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 cái thấy hệ là có hàng ngàn ngàn loại trái đất như vậy, rồi mình nguyện đi hết những cái loại trái đất này rồi mình mới đắc đạo á, thì cái người đó là có lẽ vô minh nhiều chứ không có trí tuệ gì cả. Nam mô Bụt Thầy giác. Dạ, sa thủ đành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, con rất là tri ân Ngài. Dạ, tại con nghe có nhiều người Phật tử đang đi chùa, bỏ chùa đi theo vị này luôn. Dạ, theo vị này vào cái rừng vị này học xong rồi á, thì vị này còn phân như là tu đa quần, A-na-hàm gì, nhiều thứ thánh luôn á Bạch Ngài. Nên con không biết là do duyên gì, Bạch Ngài cho con hỏi tiếp một câu, cho do duyên gì mà những cái người đã từng bước chân vô chùa rồi lại chỉ cần nghe vị này nói vài ba câu như vậy đó là chạy theo liền, rồi như vậy là do duyên gì Bạch Ngài? Do mình cái đời quá khứ mình đã tạo duyên gì mà có thể mình dễ nghe như vậy Bạch Ngài? Và con kính nhân mất đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy giác. Nam mô Bụt Thầy giác, kính bạch chư tôn này, giả kính thưa chư quý vị. Cái thế giới này nó có hai hàng người thôi. Một người có duyên là để đi theo những lời Đức Phật dạy, tức là tu Phật theo pháp Phật. Cái hạng thứ hai đó là cái người tu Phật tu với não trạng nô lệ, não trạng nô lệ đến bà chết, thành ra nó mới lòi ra những cái chuyện như cô Nhật Quỳnh hỏi là như vậy đó. Cái anh mà tào lao nhất mà anh, cái anh đi lãnh kinh qua đó mà được mấy anh chạch tôn xưng là tam tạng pháp sư gì đó, qua lãnh kinh tào lao mà không biết mình đi lãnh kinh tào lao đó, rồi về cái dịch ra tiếng Tàu rải rác, bây giờ nó dính tùm lum tả la đó. Thành ra đó là cái lý do là mình không tạo cái duyên cho nó đúng mức. Đáng lẽ là khi mà đi tới đó rồi mình phải đi tìm hỏi coi. Nghe là hồi xưa đó, Đức Phật Gautama dạy cái gì và dạy ở những cái vùng nào và dạy ở đâu, thì mình mới ấy trúng cho mình vô đó, mình thấy mấy ông Bà La Môn à, nó cứ đó ngày nó chắp tay nó cầu, nó cầu hỏi cầu này đối cầu này để về nếp bạn nó dễ lắm, thì mình tin theo, mình tin theo thì mình chết thôi. Vì thấy đa số giờ 90% người Việt bây giờ tổng toàn là kinh gì đâu không cái đâu vậy, người mà học theo tam tạng của Đức Phật ở Việt Nam rất là hiếm, không có mấy người đó. Nghĩa là nếu tính người này Việt Nam, người Nam Kinh của mình đó thì không biết được ngàn sư hay không biết. Đa số là mấy sư với dùng bốn là sư miên, gốc miên, người Việt gốc miên không. Tại vì mình đã đi theo cái đó từ lâu rồi, nhưng mà mình nhớ ra vì coi lịch sử Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật truyền vô Việt Nam trước chứ không phải trước Tàu. Thành ra cái gì mà đem giáo pháp mà được truyền vô Việt Nam đi qua dạy lại cho Tàu đó, nhưng mà Tàu nó tà kiến, nó tin làm ấy là cái gì gọi là thiền sư gì đó, tự nhiên quên tên gì thiền sư đó, nó lấy đi dạy qua bên Tàu đó, cái gì thiền sư đó, nổi tiếng vì gì đó là thầy của ông chữ Đồng Tử đó, người quy Phật trở thành cư sĩ nam phương nữ đầu tiên là nàng Tiên Dung với ông chữ Đồng Tử. Bởi vì là cái lịch sử Việt Nam là thấy mình mới biết quý trọng những cái người đó. Rồi sau này cái mình bị tạo đồ hộ với nó thiêu rồi mình hết tất cả những cái gì mình có. Rồi Việt Nam bây giờ mới nghe là tu biết cái gì nào đâu không chứ. Ngày cầu với Đức Phật tên gì còn không biết thì làm sao mà tu cho đúng đường được. Thành ra quý vị có được nhiều cái phước đã đi đúng đường nên ráng cố gắng một tối mấy ông sư để cho càng nhiều càng tốt, kiếp này xài hay không hết thì kiếp sau xài tiếp, kiếp nào xài không đủ cái sao kiếm tiếp, mà chứ còn phải tào lao riết thì giống vậy đó.
pháp Phật cũng học học cái pháp ngoài cái lời dạy Đức Phật phải chừng. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thủ lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài rất là nhiều. Rồi giờ huynh Nha Giang Nhật Hà xuất hiện rồi, có thể cầm mic không? Hay quá nè, viết thiền sư gì luôn nè, đưa bàn tay lên đi huynh Giang Nhật Hà. Alo alo, bàn tay đâu? Trời ơi, đi ngoài đường thôi sân ngày luôn. Rồi đi ngoài đường thôi, yên tâm đi. Dạ, rất là hoan hỷ, mặc dù đi ngoài đường cũng cố gắng vào đạo tràng ủng hộ là hoan hỷ rồi. Dạ, mà Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát. Không biết sao đâu mà ngày của ngài Liễu Tông thì Nhật Quỳnh thấy là quý vị vào ủng hộ rất là đông. Dạ, nghe lời giảng dạy của ngài, phải chia mỗi vị cho một câu hỏi thôi thì Nhật Quỳnh chắc học được nhiều lắm. Mà quý vị hà tiện quá không cho câu hỏi. Dạ. Hả, chịu không nổi phải không? Dạ, mời nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Lưu Tâm và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, ngài cho con hỏi một câu là con có nghe như vậy, có trong đoạn kinh con không nhớ, nhưng mà con có nghe giảng là lúc mà ngài Mukkakala là ngài một quyền liên lên trên cung trời thì gặp nhiều đệ tử, nhưng mà họ nhìn ngài rồi ngoảnh mặt đi, có người thì chỉ cúi đầu. Thì ngài có đem xuống giảng với lại Đức Phật hỏi là tại sao những cái vị đệ tử của ngài lên trên cung thiên thì lại thờ lãnh đạm không như là ở dưới. Thì con cũng thắc mắc là tại tại sao thưa ngài, hay là trên chư thiên cõi chư thiên hưởng dục nhiều quá nên họ quên mất, họ không có thì giờ để chào hỏi như là dưới đây hoặc là đảnh lễ cung kính. Thì con cũng thắc mắc cái vấn đề đó. Dạ, ngài, con xin ngài giảng dạy thêm. Đồng hồ với thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa quý vị. Cảm ơn anh Giang Nhất Hà. Cái vị đó là thiền sư Khương Tăng Hội. Và đem cái bài kinh trong Tạng Bali của giải qua Tàu, hình như là bài kinh về hơi thở đó, an bàn thủ ý gì đó. Ngài thiền sư Khương Tăng Hội nha, dịch ra rồi mang qua Tàu giải đó. Chứ đâu phải vô trễ đâu, mà tại vì mình nhiều chuyện lo gì đâu, không anh học không có đúng đường. Còn cái chuyện mà cô Hà hỏi đó là thật sự ra đó, chư thiên trên đó, đó những người nào quen biết họ mới chào thôi. Còn những người nào thường thường không quen biết thì cái trên đó nó sung sướng quá, anh ta đâu có thèm nhớ mình chi. Mà những người đó lên trên đó là chưa chắc là những cái người đó quen với ngài Mất Anh Lan Á. Tại sao không quen? Tại vì đa số rất ít cái người thời Đức Phật mà được sanh lên đó. Ít. Tại vì thời Đức Phật lúc đó là người ta còn lo nghe pháp, dầu rằng người ta có khả năng ta sanh diệu thiên, nhưng mà đâu ai chết liền đâu. Lên nó ít. Nó khi mà lên ít rồi dòm ngài thấy vậy chứ cười cười thôi. Thì ông lịch sử từ cái thời Đức Phật cho tới thời vua Dục á, là có ba cái vị mà có cái thần thông giống nhau mà đi lên đi xuống cõi trời rồi này kim sùng đó quý vị. Rảnh này vô ra tìm tên bài vậy đó đọc để biết. Vị thứ nhất thời Đức Phật tức là ngài Mốc Hình Lan Á. Cái ngày thứ hai là thời vua Dục tức là ngài Ubakuta. Ubakuta. Mà quý vị vô tôi vô chùa nhiều khi quý vị thấy ngài đó, mà quý vị không biết ngài Ubakuta là cái ngài mà trong đa số trong chùa Miến Điện hay chùa Thái nó có cái vị mà tay thọc vô bình bát mà mặt ngó anh trời đó. Mặt ngó anh trời. Ngồi kiểu vừa ăn cơm mà vừa ngó anh trời. Ngài đó thời đó. Rồi sau cái ngày đó là thời vua Dục, ngày đệ nhất về thần thông đó, ngày thánh tăng đó, đó.
Rồi cái ngày thứ ba là ngày Malaya, người Tích Lan, xuất hiện khoảng 700 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn. Cũng là thần thông như vậy, thành ra trong mắt cái chuyện mà liên quan tới của Tích Lan nó viết ra đó. Thì cái ngày mà đi lên trời xuống biển xuống thăm Diêm Vương này kia đó là ngày Malaya. Còn cái ngày thời vua dục là ngày Ubakut đó. Ngày thời Đức Phật còn tại thế là ngày Mộc Hành Lãnh Á. Thì trong những cái thời đó nó ngoài nói chứ mình họ lên đó họ sống lâu, mà mấy ngày trong cái thời gian của Đức Phật thì mấy ngày lên thì đây đâu có mấy người quen họ đâu, họ phải kính trọng, họ phải ấy, họ không biết ngài là ai nữa, chứ đâu phải dễ đâu. Quý vị nên nhớ đó, quý vị có người quen ấy, họ nhắm mắt cho quý vị nói lên đó rồi xuống đó sao về cho tôi biết, cái họ yes sir liền, nó để tôi cho tôi nhớ để tôi xuống cho. Nhưng mà tại sao mà quý vị không có thấy mấy người đó về? Tại vì lý do là họ ở đó họ chơi một ngày, cái họ nhớ tới quý vị, họ xuống là quý vị chết mất rồi. Mấy nhiều ngàn đêm đó dưới này cả trăm năm rồi chết mất rồi, họ đâu gặp cái gì đâu kể. Quý vị thấy không? Nó đừng có nhắc nó biểu có gì xuống nói tôi nghe đó, xuống à. Mình ráng ráng mình chờ họ đi chứ không mình không chờ họ là xuống là đâu thấy mình đâu mà họ nói đến đó làm sao họ đa số cái nói vậy đó. Ngay cái ông vua gì mà cũng nói vậy đó, nó tôi có nhắn ngay vậy, ông vua Miranda này vậy, nó nói tôi dặn mấy thân nhân tôi lên nói xuống mà sao không thấy ai xuống nói gì vậy, kia ông xong họ quên cái chuyện là nháy mắt cười ở trên đó lại dưới mình qua một kiếp rồi đó mình đi xuống thì trời gì nổi đau nhớ là nó đừng có nhắc là ơi lên đó có gì xuống nói cho tôi biết nha, đừng có nói với họ, bởi giờ xuống họ thấy mình họ không thấy mình rồi họ lại nói mình không biết giữ lời hứa nữa mệt á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá, kính trân ngài. Vậy nói vậy thì ở Nam Thiền Bộ Châu thưa ngài là một cái nơi mà chúng sanh có thể hành ba la mật và đắc đạo đạo quả nhiều hơn ở cõi chư thiên phải không thưa ngài, hay là chư thiên họ cũng có những cái khả năng đắc đạo quả nhiều? Con thấy trong cái thời Đức Phật nội cái tạng vi diệu pháp này lên trên cung trời đạo lợi, họ ngài thoại giảng thì đã đến 800 triệu chư thiên chứng đắc thưa ngài. Cái đó là một con số thật là lớn so với số người, thì con nghĩ chắc ở trên cõi trời họ tu nhanh và dễ hơn. Dạ con kính chào mấy thầy. Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch chư tôn này, giả kính thưa chư quý vị, thật ra đó là ở cõi người đây là có người có cơ hội đắc nhiều, nhưng mà tại vì phải biết là chúng sanh ở cõi người này trí tuệ đó, thành ra thường thường ngài ở đây mà ngài thuyết để ngài độ mấy ông sư dưới này đó thì chư thiên ta xuống ta trình trình ta nghe ta đắc được, ta đắc từ lên cõi trời nhiều. Rồi tới lúc mà có dịp ngài lên trên cung trời đó ngài thuyết là không biết bao nhiêu chư thiên đắc nữa, thành nhưng mà chư thiên đó đắc nhiều, nhưng mà nhiều khi hết cái vị thật sao rồi một hai cái trái đất nữa là không có vị phật nào đó, thì trên đó không có cách gì mà đắc được đó, nên trên đó lúc đó trống ha. Tại vì hết bước rớt xuống mấy cõi khổ như này không chứ đâu ấy đâu. Thành ra ở cái cõi trên đó nó có nhiều cơ hội nếu có vị phật, còn trong thời gian mà vị phật còn có những vị a la hán ta buồn buồn ta đi lên đó ta ăn cơm, ta đi trị bệnh, ta ghé lên cái xã la sầu thâm ma trên cung trời nào lại ta ngồi đó thì chư thiên lại đánh lễ hỏi pháp rồi này kia, rồi nói vài câu có thể đắc nha. Còn ở trên dưới này mình nó có cái khổ hay là chúng sanh dưới này thì nặng nề lắm, thành ra mấy ngày đó mà có thuyết thì cũng nó mấy ngày cười cười thôi chứ làm sao rắc được, thành ra mấy ngày cũng gặp mình là mấy ngày cũng là biến thuyết với thuyết nó xong nó cũng ngó mình nó cười cười thôi chứ đâu có đắc gì đâu. Nhưng mà được cái là ở cõi này mình tạo có cơ hội tạo phước báo nhiều, ví dụ như đâu thời Đức Phật mấy ngàn vị tứ thánh thánh a la hán đều
ngày nào ông đi tìm bình với Đức Phật đó là dân mà thời đó có cơ hội là phước nhiều để bác cho các vị mà không còn phiền não gì đó. Nhưng mà cái khổ cái đó mình để bác xong đó mình nguyện kiếp sau được sanh lên cõi trời vì gì ông sùng đó, thành ra lên cõi đó hết thua hết tuổi thọ rất là bình nữa, chứ đâu có biết nguyện đi đắc đạo quả gì đâu nha. Thành ra quý vị nào nguyện gặp Phật coi chừng á, chúng tôi nhắc hoài đó. Có nhiều người rồi cả thời với đó nghe đúng 45 năm trường ở ở đó đó, ngày nào cũng để bác cho Đức Phật thôi, để bác cho chư thánh tăng mà đâu có đắc gì đâu, tại vì nó không đủ cái ba la mật để mà đắc đó. Thành ra mình lên đó cũng coi chừng ở tốn từ giờ mà lỗ vốn thêm chứ không có gì đó. Đây ráng học để tạo cơ hội nhiều rồi sau này vừa để bác Đức Phật xong cái ngày cười cười phát nhân câu của mình đặt, còn mình cười cười mình đã xá ngày cái ngày giàu cái mặt này tối hù vậy đó, ngày đi luôn đi luôn thì sau đó là một cái ngày thứ bảy cái vô rung vô rung nói ba chuyện tào lao không chứ cũng đâu có đắc gì đâu. Chắc một hai kiếp nữa còn chưa chắc có đắc cái chợ đó. Thành ra quý vị ráng đi, chúng tôi nói rồi, vô rung là phải móc túi mấy ông giảng sư cho nhiều để bỏ túi để xài riêng chứ còn không à. Nghĩa là hết kiếp này chưa chắc gặp lại đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, chúng con cũng ráng móc túi lắm thưa Ngài, nhưng mà thí tệ nó hơi tệ quá, không có móc nhiều được. Dạ, dạ cho con hỏi thêm một câu. Dạ, con vậy thì ở trên cõi trời thưa Ngài, các những vị mà đắc sơ quả, nhị quả thì họ lên cung trời đó, họ cũng có thể thuyết giảng cho các chư thiên, họ cũng có thể thuyết pháp được, và những chư thiên nếu mà có đủ căn cơ cũng có thể chứng đắc không thưa Ngài, hoặc là hay là phải là một vị A-la-hán thì mới có thể có những cái con nghĩ cái các con nghĩ cái ba la mật hoặc là cái trí tuệ nó cao dày để có thể độ chúng sanh. Dạ, con kính tra mít thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn này. Dạ, kính thưa chư quý vị, Phật sự mấy ngày không có độ đâu, nói ngoài nói cho cả mấy Phật sự quả trở lên đó là người ta lo người ta tu để nó đắc cao hơn, chứ người ta thấy cái đời này nó khổ quá rồi, ở đó mà đi lo đi tạo thêm nghiệp để khổ nữa sao. Chỉ có mình là mới ham vui ham chơi thôi, chứ còn mấy cái gì đó họ ráng hết, ngoài trừ một số vị có cái chủng tử luân hồi thì họ mới ở đúng 7 kiếp rồi, chứ đa số được 1 kiếp 2 kiếp là nhiều. Họ lên đó ráng là tu, ít nhất họ cũng đắc thiền để họ không đắc quả thánh cao hơn, nhưng mà họ đắc thiền thì cũng họ cũng sanh được về cõi phạm thiên, họ không phải sướng hơn ở cái cõi trời dục giới à. Bởi vì nên nhớ vậy đó, là ra họ không có dễ vui giống như chúng ta đâu. Mình đừng tưởng đâu họ dễ vui giống mình là đắc sơ quả thôi, kể còn mấy kia trước sau cũng đắc thôi là lo chơi đi, không có đâu. Người ta thấy cái ngũ quẩn này, cái danh sách này là người ta sợ, thứ đều muốn quên quên mẫu thân tên gì ở đó, là họ lấy hết à. Họ lo tu hết chứ họ không có giống như mình. Đừng có tưởng là họ cũng lười biếng giống như mình, không có nên. Người ta ráng tu đó, ít nhất cũng đắc được thiền để người sanh lên khỏi phạm thiên, là nó còn sướng. Với thứ hai là cõi phạm thiên mà cao cao chút là nó còn tránh được cái nạn mà của vũ trụ là bị gió, bị lửa với bị nước đó, nó tránh được chứ. Còn ở đó mà lo giống như mình lo chơi à, không có đâu. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, con cầm mic cũng hơi lâu, con trao lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, dạ kính bạch Ngài, con có một cái câu hỏi trong cái bài kinh mà
Ratana Sutta đó ngài, thì cái câu thứ 14 là khi năng pura năng na hoàng na thi sam pha hoàng virat ta chít ta yati ke pha was min te khi nappi cha aviru hichanda nipan tithira yatha yam badito idam visankhe ratanang vanitang ete nasakche nasuvati hotu. Thì trong cái bản dịch đó ngài, là con đọc á, thì con thấy trong đó nói là như vậy. Nghiệp của các bậc thánh nhân đã dứt hẳn rồi, nghiệp mới cũng chẳng phát sanh. Các bậc thánh nhân nào đã chán nản trong việc thọ sanh là bậc có trí tuệ, thường được viên tịch cũng như ngọn đèn tắt vậy. Đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, con xin thành thật cầu được phát sanh hạnh lợi. Và kính bạch ngài, cũng như theo như con hiểu là khi mà các vị mà đắc quả a la hán rồi đó, thì cái nghiệp, cái con nhớ là cái nghiệp, khi cái nghiệp nó vẫn phải trả, giống như ngài ngài Mục Kiền Liên thì phải, hay là ngài Sariputta, con quên rồi. Và lúc cuối cùng đó là ngài cũng bị bầm cái thây ra, mà bị máy tên cướp bầm thay, mình vẫn trả nghiệp trước khi là mình nhập niết bàn, đúng không ngài? Nhưng mà trong cái câu kinh như vậy thì nói là nghiệp của các bậc thánh nhân đã dứt hẳn rồi, nghiệp mới cũng chẳng cũng như cái nghiệp cũ là không còn nữa. Dạ con không biết con nghĩ như vậy có đúng không? Dạ con kính mong ngài chỉ dạy cho con, cho con hiểu là cái đó là con phải nghĩ như thế nào ạ. Dạ con xin chân bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch Chư Tôn này, dạ kính thưa quý vị, thật sự nghiệp mới không tạo nghiệp cũ, dứt là dứt trên cái phương diện mà những cái nghiệp mà nó không còn cái khả năng cho quả kìa, thì nó dứt. Còn những nghiệp nào mà có khả năng cho quả thì có bậc, có bậc nào nó cũng dẫn theo được cái đấy, chứ không phải là ai. Ngay cả Đức Phật cũng vậy, ngài có cái thời tiền kiếp này sanh làm con cả trong cái gia đình đánh cá đó, rồi ngài quan hỷ cái chuyện mà mấy cha đã bắt cá về đập đầu cá đó, ngài quan hỷ. Mà sau này ngài bị nhức đầu và cái ông đại nhất về lương y hồi xưa mà tìm cũng không có ra cái tại sao để chữa cho ngài đó, thì ngài mới dùng cái trí ngài quán cái nghiệp này, thì mới biết là thời đó là chỉ quan hỷ với cái đó không, mà nó vẫn theo kịp để nó cho quả đó, thì làm sao mà dứt hẳn được, không có dứt hẳn, trừ phi cái tâm tử của vị đó phát sanh thì tất cả các loại nghiệp đều dứt hẳn. Bởi vì họ không có còn tái sanh là họ không còn tạo nghiệp nữa, mà cũng chẳng có nghiệp để mà tạo. Chứ còn mà mình bởi vì đa số cái gì a la hán đâu có bao mà đắc quả sanh lại đâu. Người ta thường thường đắc quả thì ít nhất tiêu tuổi thọ lúc đó nó cũng còn chứ làm sao tránh khỏi được. Mà khi mà tuổi thọ còn thì nó vẫn theo, nó kiếm chuyện như thường. Thành ra mình tạo nghiệp rồi thì thôi khỏi có nói gì đó. Nhưng mà mấy ngày nó theo kịp một chuyện nhỏ, mình mới là chuyện lớn. Bởi vì nó bầm mình cái kiểu đó đó là bảo đảm mình đi xuống để hội kiến với Diêm Vương vì vấn đề tội ác. Còn nó có bầm ngày vậy, ngày mốt hay là nó bị bầm vậy đó, ngày cười cười cái ngày thằng thiên chứ là nó biến mất luôn chứ đâu còn cái gì nữa đâu. Thành ra các ngã láng ngày khác phạm nhân về chỗ đó, làm nhân mà còn nghiệp mới, còn tạo nghiệp là nó theo, nó trả không hết thì kiếp sau theo nó trả tiếp, còn mấy ngày chỉ theo được có kiếp này không mà thôi. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con sa thú. Dạ con xin tri ân ngài rất là nhiều. Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con để cho con được hiểu rõ hơn ạ. Và tại vì khi mà con đọc cái khúc tiếng Việt á, thì con cũng hơi bị confused chút xíu. Tại con cũng nhớ là mình vẫn phải trả quả, nếu mà mình chưa, nếu mà có mấy vị có đắc A-la-hán thì cũng phải trả cho cái nghiệp cũ. Dạ con kính trân ngài. Dạ kính thưa ngài, con có một cái thắc mắc nữa. Để con coi có ai giơ tay không. Dạ, con có một cái thắc mắc đó ngài.
cái đạo mà mật tông á ngài, có phải phát xuất từ đạo của Phật giáo Nam truyền không ngài? Dạ con, con kính tri ân ngài. Rồi những cái bài kinh chú đó là cũng có xuất phát từ cái kinh Nam tông mình không ngài, hay là cái đó là cái một cái môn phái khác ngài? Dạ con kính nhân bích lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa quý vị, mật tông là ta theo Bắc truyền chứ đâu theo Nam truyền. Ngày xưa đó thì theo cái những cái chú giải mà buổi đầu á, thì khi mà cái ngày Mã Cạch Sà Bà mà làm cái kỳ kết tập tâm tạng đầu tiên của mình ở bên đó, thì khi mà xong rồi đó, ngài đi ra thì ngài gặp mấy cái vị đó, không biết có phải là bậc thánh hay không, thì ngài mới nói là chúng tôi đã làm cái việc đó thành công, xin quý vị hoan hỷ. Thì mấy ông kia ông trả lời, ông nói là quý vị làm thì tốt, nhưng mà những cái chuyện gì mà tôi nghe từ miệng Đức Phật thì tôi tin, tôi làm theo thôi, chứ còn cái chuyện của quý vị làm thì chúng tôi xin không có ý kiến. Xong xuôi rồi mấy cái vị đó mới đi hướng Bắc, tức là bắt buộc cho cái chuyện mà nghĩa là chia ra đó, chia ra thì bắt đầu về hướng Bắc. Mà khi mà đi hướng Bắc rồi đó thì họ nghe nói theo chú giải thì họ có tổ chức cuộc lần kết tập tâm tạng gì đó mà không có thành công, là họ không có ghi lại. Thì khi mà họ tổ chức như vậy thì có một số cái đám mà gọi là Bà La Môn á, thì nó theo, nó ủng hộ. Rồi từ đó mới có cái chuyện mà Bà La Môn đó, nó dịch xài một số cái loại kinh điển đi, nó truyền sau này có một số cái chư tăng, mà nói chư tăng này không biết họ tu như thế nào, biết giống như là ngày Pháp Hiển, ngày Quyền Trang rồi này kim sụp á, thì qua lãnh nhầm cái bộ đó, cái bộ mà nó bị pha trộn á. Còn cái đám mà nó không đồng ý với ngài Mô Ca La Ná thì nó đi qua thì hai ngã xuống tàu với ngã đi lên núi. Thì lên núi thì đó, từ đó nó mới xuất hiện cái mật tông. Thì mình nói là nếu mà nó theo nguyên thủy thì theo Nam truyền thì cũng không đúng. Tại theo Nam truyền này nó vẫn có kinh điển, nó vẫn phải còn lại một số cái dấu ấn về cái ngôn ngữ Bali, chứ đâu có nó đâu xài cái ngôn ngữ mà sẵn thịt đâu. Ngôn ngữ đó là Bắc Phạn, giống như cái ngôn ngữ mà của Phật giáo Tạo với Phật giáo Nam Hàn đó, Bắc Phạn hết. Rồi nó tùy theo đó mình dịch ra, mà dịch ra truyền ở Tạo hay truyền ở Nam Hàn đó. Thì theo một số cái nhà mà nghiên cứu về cái đó thì những cái bản dịch mà từ cái bản mà sẵn dịch đầy đủ nhất là ở Nam Hàn, đầy đủ nhất, nó có cả một cái kho nó chứa đầy đủ. Còn của Tàu thì nó không đầy đủ, là lý do là một lý do mình cũng không hiểu tại sao. Tức là khi họ dịch ra tiếng Tàu rồi họ đốt cái bản đó, đốt cái bản cũ. Thành bây giờ tiền của bản sẵn dịch ở Tàu thì không thấy. Để mà check, để mà kiếm gì không thấy. Nhưng mà cái trong còn cái hệ của Nam truyền thì nó còn đủ rồi, tại vì khi mà cái nước nào mình được cái đó đó là coi cái đó là bản chánh. Dù lần sau này họ viết ra ngôn ngữ Thái, ngôn ngữ gì vậy, nghĩa là có thể có sai một mớ là tùy theo cái ngôn ngữ mà họ dùng. Ví dụ như Thái thì nó chữ 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 nhờ nó không có, mà đọc thành chữ giờ thôi, nó không có chữ nhờ. Thành ra cái ngôn ngữ nào mà nó có chữ nhờ thì nó viết nhờ, ngôn ngữ không có chữ nhờ giống Thái viết chữ giờ. Thành ra khi mà đọc ra cái âm nó khác. Nhưng mà các nước theo Phật giáo truyền thống thì nó đỡ cái đó. Và khi mà khác vậy đó, ví dụ như mấy ông sư Thái mà ông qua Miến Điện mà ông thấy khác thì ông lên ông trình với Miến Điện, chư tăng Miến Điện, hoặc ngược lại, chư tăng Điện qua bên
mình thấy mà học mà thấy khác là học làm cái bản để họ trình lên cho chư tăng có thể, thì hai cái nước nó mới tổ chức lại coi coi, đem tâm trạng mà lật ra coi coi xong cái thì nó mới ghi lại, nó ghi lại trong cái bản của Thái chữ này, nhưng mà trong cái bản chính đó, nó không có đụng tới Miến Điện nó vậy. Trong bản Miến Điện thì nó cũng ghi Thái về Miến Điện vậy, nhưng mà cái bản chánh này nó không có sửa. Cái bản chánh mà được truyền từ thời cái tâm tạng này từ qua tới đó nó không có sửa đó, nên tôi mới giữ được cái nguyên thủy của nó này. Còn bên bên Tàu hay Nam Hàn là nó đọc cái sửa hoặc nhật cũng vậy, cũng sửa, nghĩa là đi gặp nhau hồi hộp gặp nhau rồi cái chữ nào mà nó không hiểu hỏi nhau rồi cái, nó coi là nghĩa đúng là nó sửa đó. Đó. Còn bên kia cũng vậy, thành ra mỗi ông thờ mỗi gì mà khác nhau thì còn thì mà nó có nhiều cái nó khác sai vậy đó. Mà ngay cả miếng ngay cả Tây Tạng nó cũng có bốn bốn năm hệ đó, bốn hệ đó. Khác nhau chứ không có giống, khác nhau hết đó. Còn nhưng mà cái nguyên thủy thì mấy cái nước nó cũng có một nước nó có nhiều hệ, nhưng mà nó khác nhau là cái chỗ mà lục mệnh hành đó. Ví dụ như là bên Thái có cái hệ mà nó gọi là Thamayut, Thamayut Tỳ Ni Kaya đó, thì cái hệ đó là tuyệt đối là không giữ tiền, không đi dép đi dài hết, đi chân không đó. Thì nó khác, nó khác cái hệ mà Anikaya. Anikaya thì có thể giữ tiền được, nhưng mà họ có, nhưng mà đa lớn là đa số mấy ông mà tu lâu họ cũng không giữ, không giữ đó. Thì nước nào nó cũng có những người ta tu theo cái kiểu từ đầu đó. Tức là đầu Đức Phật cấm sao ta vẫn giữ thế giờ như thường đó. Rồi hồi chúng tôi mà vô rừng có gặp sư già Thái đưa cái giấy 20 tiền Thái ra hỏi ông cái gì ông không biết mà trong rừng mà năm sáu chục năm không không hề động tới đồng bạc đâu rồi hỏi cũng biết. Rồi có những cái gì ta vẫn trong sạch như thường, chứ không phải bên cái điện bên Thái đều có đó. Còn Việt Nam thì chúng tôi không có sống nhiều, tôi không biết còn có những cái vị mà tu như vậy còn hay không thì khi đó không biết, thành ra không dám bàn. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều. Ngài đã giảng dạy câu hỏi cho dạ của con để cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ để con coi có ai giơ tay không. Dạ, con thấy bàn tay của Xích Hà. Dạ, Nguyên Trang kính mời Xích Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Dạ, thưa Ngài, Ngài cho con hỏi sẵn, Ngài có nói về cái sự khác biệt khi mà Chư Tăng qua bên Thái hoặc là qua bên Miến, họ thấy có sự khác biệt trong tâm tạng, thì họ không ghi chú vô tâm tạng, nhưng mà họ có đem ra thảo luận và nói là tại sao có sự khác biệt, và có đồng ý là do cái gì mà khác biệt và sửa lại không thưa ngài, hay là họ vẫn đem về để chỉ biết là có sự khác biệt ở giữa ở nước này với nước khác về vấn đề kinh tạng thế này. Dạ con kính trao mic lại cho ngài. Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, thật sự ra bên Thái mình điện nó làm về để nó ấy, nhưng mà cái sửa đó là khi nào có cái tập tâm tạng đa số các nước ta mới làm. Như cái lần cái tập tâm tạng lần thứ sáu đó ở bên Miến Điện đó, thì họ bắt tất cả các nước tham dự đều phải mang cái bộ tâm tạng của mình qua đó. Thành ra khi mà họ đọc cái bộ của họ đó, cái người mà thuộc lòng bên đó thuộc lòng ông bên Miến Điện thì mấy ông sư đồng thuộc lòng, nhưng mà ông đọc theo cái tạng của Miến Điện đi, chỗ này ấy thì mình đưa tay lên mình xí rồi mình nói là trong tạng tôi như vậy, thì họ biểu sửa, nhưng mà không sửa tâm tạng họ đâu, họ phút nâu ở dưới đó. Thành ra quý vị thấy có những cái phút nâu quý vị biết
cái chữ đó đó trong trong tâm tạng Miến Điện gọi là gì, trong tâm tạng biên có giống hay không, cái gì là họ có cái cuốn nâu ở dưới để mình nhớ, là khi mình đọc Bali mình đừng bây giờ mình nói là cái này sai cái kia sai, không có nên. Nhưng mình phải lật cái bộ tâm tạng được cái tập lần cuối cùng ra, mình coi coi cái chữ đó có trong tạng nào. Nhiều khi mình học cái tạng của Tích Lan thì nó có những cái chữ nó không giống trong cái tạng của Miến Điện hay là cái tạng của Campuchia nha. Thì mình coi cái phút đầu vậy đó thì nó sẽ liệt kê tạng Campuchia là chữ gì, cái tạng của Tích Lan chữ gì, là nó nói ra hết chứ nó không có giấu giếm gì đó. Thành ra cái đó rất là tiện lợi cho để khi nào mình muốn làm những cái đó đó thì mình sẽ biết cái nào đúng, cái nào đúng, mà đúng với lý do gì, mà sai với lý do gì. Thường là bởi vì quý vị nó nhớ cái chuyện tâm tạng có đúng sai, mà đó là cái chuyện mà để cho mình thấy, để mình thấy rồi, mà để mình thấy rồi mình biết nó như thế nào mà thôi. Chứ còn người ta học rồi học, bởi vì thường là nó nhờ sau này nó có in cái CD về cái tâm tạng, cái tập lần thứ 6 đó, để cho mình thấy là cái nào nó như thế nào, chứ không phải giống như mình. Mà nếu mình không giống như mình rồi mình làm thì nó rất là nguy hiểm chứ không phải không đâu. Thành ra mấy cái đó là mình phải biết là khi nào mình thấy rồi nãy đây chúng tôi kiếm một cái để cho quý vị thấy nó khác nhau giữa các bạn như thế nào. Chứ không mình học cái mình lạ là nó phải như vậy, phải như vậy, cái đó chuyện đó là không nên nha. Nên nhớ chuyện đó. Mà quý vị thấy cái cầu chúng ta đưa lên đó, cầu kinh Pháp Cú nè, thấy không? Cái chữ mà ô thả nó quá tô xà tỷ má tô, thì chữ xà tỷ má tô này trong tạng của Tích Lan nó viết cái sĩ là tạng Tích Lan, thấy chưa? Nó hoặc là cái tạng của Thái gọi là xà giảm nè, hoặc tạng Campuchia là chữ ca nè, thì là chữ xà tỷ má tô đó. Còn cái tạng khác thì nó giống như cái bản cũ. Quý vị cứ coi vậy biết gì biết liền à. Chứ nó không có, mình coi rồi mình biết mình xài cái bản của nào là mình nói cái bản của ông khác xài là nhiều khi nó không có đúng. Nhiều khi nó không có đúng. Mà nó, mà có nhiều cái tạng, cái nhiều cái câu thì nó khác nhau nhiều chữ chứ không phải một chữ. Khác nhau nhiều chữ lắm, thành ra ví dụ cái câu này là nó khác nhau nhiều chữ. Ví dụ cô y măng thì cái tạng của Campuchia nó là cô măng, nhưng mà y măng, thấy không, nó để đàng hoàng. Cái gì thấy cái câu tôi chúng tôi vừa post lên chưa? Thấy rồi phải không? Đó. Và là cái chữ thứ hai nè. Cái chữ thứ hai đó là trong cái bản của tâm tạng mà kết tập lần 6 là chữ quý xét xà tị. Đó. Nhưng mà trong cái tạng của cái bản của sĩ Lăng Ca của Sài Giảm Thức Thái là của cái Bali Text sai từ chữ bi nè, là cái chữ quý xét xà tị chứ không phải là chết chứ chữ chia chữ gì chữ này là gì? Nó không phải là chữ C, thấy không? Nó khác nhau. Đó, không thấy rõ ràng cái đó, thành ra giữa chữ C với chữ này là chữ gì? Thành ra quý vị đọc quý vị phải coi chừng, chứ còn nếu mà coi chừng là coi chừng mình sai, mình nói người ta sai là không có nên đó. Mà trong như học các bài ra được,
Nghĩa là trong toàn bộ tam tạng nó đều giống vậy hết á. Nghĩa là cái nào mà nó thấy có cái lạ là nó sẽ liệt kê lên và nó nói không, nghĩa thì nó không có khác, nhưng mà cái tại cái chữ alpha b của Tích Lan nó không có loại chữ đó, hoặc là nó vì lý do gì nó động đất hay gì đó là nó viết theo cái tạng nó là như vậy. Tại vì quý vị nên nhớ đó là khi mà cái tạp tam tạng loại nhất thai thứ ba là người ta dùng khẩu chứ không ấy, là thành ra nó có mà thường cái người mà Magathi mà họ đọc cái đó đấy, quý vị thấy Ấn Độ mà nói tiếng Anh là nghe mình điếc gái rồi. Nó thì chưa kể truyền qua Tích Lan, qua Tích Lan cũng vậy, nó nói rầu chết mồ luôn là vậy đó. Là quý vị nên hiểu có những cái mà nó không phải là mình sai chứ không phải là nó sai, đừng bao giờ nói nó sai, nó sai mà đều tại vì những cái bản cái khi tới tập tạ có những cái sự sai biệt mà nó muốn giữ cái bản chánh của nó, và cái sự sai biệt của nó là so với những cái bản của thái của này kem dùng như bản chánh là không ai dám sửa hết. Nhớ chuyện mình trong hệ nguyên thủy tâm mô với thầy nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, thưa Ngài, vậy thì trong các nước Phật giáo, thưa Ngài, trên khắp thế giới, thì nước Phật giáo nào có đủ tam tạng bộ kinh mà ghi rõ, thưa Ngài? Con không biết Việt Nam có không, thì con cũng hơi thắc mắc cái vấn đề. Dạ, con kính trân mắt cho Ngài. Nghĩa là Việt Nam thì xài cái bản của Bali Tech Society chứ không có. Đây là có như có 7 bộ thì phải, để coi phải đúng không? Chữ K này là Campuchia, chữ Sĩ là Sri Lanka tức là Tích Lan, chữ Sẽ Gia là Sẽ Giảm tức là Thái, còn chữ Bị là Bali Tech Society. Cái chữ K này đó là cũng là Campuchia, thì nó còn một cái bản nữa là của Ấn Độ, của Ấn Độ. Còn cái bản mà nó không liệt kê trên đây đó là cái bản của Myanmar, tức là của Miến Điện đó, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6 với một cái bản của cái xứ mà bây giờ mình, cái xứ mà nó giật mấy tiền Phật đó, Kanthara đó, nó có một cái bản cũng là tam tạng. Nhưng mà thường sau này thì giống như là mấy ông sư qua xứ khác mà ở, thành ra ông không có khả năng mà ông hội đi hội họp với mấy ông sư ở cái đó. Có 7 bộ tất cả, 7 bộ xài bằng tiếng Bali. Tiếng Bali rồi sao viết theo cái ngôn ngữ địa phương. 7 bộ tất cả. Thì bây giờ thường đó, của mình học là cái Bi đó là Bali Text Society. Tức là Bali Text Society là nó dựa một phần của Tích Lan, phần của Thái Lan là nó viết thành tiếng Romance. À, Romance. Thì mình đa số mình dựa vào cái bản đó để mình dịch ra. Còn xài Bali cũng đồng đó. Thành ra thì ông xạo liêm đó đã nhiều, có nhiều chữ Bali mình tuy cái gốc nó không ra, tại vì đó là cái bản mà khi mà ăn lê nó dùng để ấy, là nó dùng cả cái bản của Tích Lan với của Thái Lan. Lúc đó thì Miến Điện nên nó khép kín quá, không ai ghi ấy đó. Đó, nhưng mà người ta chỉ biết tới Miến Điện là sau lần kết tập tâm tạng lần thứ 6 đó thì người ta mới biết tới Miến Điện thôi, chứ lần trước ta không biết. Tại sao tôi biết nhiều là Tích Lan với Thái Lan nhiều, tại hai cái nước đó là nó mở rộng và nó cho tất cả những cái người ngoài ông học Phật pháp là tới nó học free hết, free hết chứ không có ấy. Rồi sau này đó thì khoảng chừng 20-25 năm tới đây thì Thái Lan Miến Điện nó mới mở cửa nên người ta mới biết tới. Thì ăn lê là cái nước mà nó lãnh rất nhiều sư Miến Điện qua dạy ở đại học Cambridge, chia đạo ông Phò dịch một số cái tác phẩm quan trọng của Miến Điện ra. Là quý vị nào mà có ấy thì qua đó thì sẽ thấy trong cái khu Phật học của nó đó, rất nhiều tài liệu Miến Điện mà được các sư dịch ra tiếng Anh. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, chúng con kính tri ân Ngài. Hôm nay chúng con được học nhiều nhiều về cái tạng này. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con xin trao mic lại cho MC ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Sa thú Xích Hà đã đặt những câu rất là hay.
Dạ kính thưa ngài, con thấy thời gian thì đã 6:22, không còn bao nhiêu hết. Dạ con không biết đạo tràng có câu hỏi không ạ? Dạ nếu không có thì con xin hỏi một câu hỏi. Dạ con xin hỏi ạ. Kính bạch ngài, giống như là khi mà trong cái hạnh bố thí đó ngài, thì có nhiều khi là nói là cũng như là mình tùy hỷ, là mình không có bố thí nhưng mà mình vẫn hoan hỷ với những cái phước thiện của bạn đạo đã làm, hay rồi những cái cũng như là con thấy có một cái con thắc mắc đó ngài, khi mà mình hoan hỷ cái đó mình có phải cần nói ra bằng lời không ngài, hay là mình hoan hỷ trong tâm mình được rồi, rồi có nhiều cái gì cũng cái nhưng mà có nhiều cái gì cũng xa thú như vậy thì có đúng không ngài? Có nhiều cái cũng không, và nhiều khi có nhiều cái mình thí dụ như phước thiện thì không có, nhưng mà con thấy có nhiều cái cũng nó không, cũng như cái tâm mình cũng không hoan hỷ, hay là mình không có thí dụ ai nói cái gì đó đi rồi cái nhiều khi nó chưa chắc là mình hiểu được cái đó hay mình hấp thụ được cái đó đi, thì mình nếu mà mình nói câu xa thú thì trong lòng của mình nó không có đúng lắm hoàng ngài, mà nếu như vậy thì lúc nào cũng xa thú thì có đúng không ngài, mà nếu mà mình không xa thú ở ngoài miệng mà mình chỉ để trong lòng mình thì làm như thế nào để đúng á ngài? Dạ theo kiểu ai vui, dạ xa thú hình dạng, dạ đúng rồi, giống như là mình nghe người ta xa thú cái mình hùa theo mình xa thú, nhưng mà chưa chắc trong lòng mình có xa thú hay không. Dạ cái ý là con như vậy nha ngài. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể chỉ dạy cho chúng con để con làm được tốt hơn ạ. Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, cái người làm cái công việc đó phải nói ra để cho mình chia phước. Ví dụ người ta nói là tôi mới tới chùa hôm qua, tôi là thấy chùa rất có đức tin, tôi đã giúp một số chuyện nhưng mà nó nhỏ thôi. Khi nào chị thấy chùa có gì thì nhớ nhắc để tôi có cơ hội tiếp tục tôi làm gì đó, thì lúc đó mình mới xả thú với tâm quan hỷ vậy thì để làm. Còn nếu mà ta không nói thì mình có xả thú nữa thì cái đó là chỉ phe ta thôi, chứ còn phe cái phe nó làm nó chưa chắc nó quan hỷ, thấy không? Cái gì nó phải có chi riêng của nó, chứ không phải muốn làm thì làm đó. Còn nhiều khi mình thấy cái mặt nó đáng ghét mà nó làm thì phước mình cũng xả thú, nhưng mà trong bụng mình đáng đời nó thì cũng như không. Hay là cái tâm mình, với cái tâm mình phải có cái thiện pháp, mình có sự quan hệ thật sự về việc người ta làm, khi họ nói ra mình cũng có sự quan hệ trong việc làm thì mình mới lên tiếng để chúng ta biết là mình đồng ý chuyện đó, chuyện đó là một loại thiện pháp nên làm, chúng tôi rất quan hệ về cái chuyện gì làm vậy đó, thì mới cả hai bên nó mới có cái tỉ phước báo. Chứ còn nếu mà bên làm hoặc là người, cái người nói ra cũng không có nghĩa là đồng ý 100% mà người giàu có xà tú thì nó cũng không có, nó gượng gạo mà thôi, chứ nó không phải là cái chuyện mà đáng làm. Cái gì mà nhớ tập cho nó quen, thì mai mốt khi nào mình ngấm ngáp mình còn nhớ tới những cái việc mình làm, chứ còn không mà lúc đó mình bây giờ mình xả thú, chứ lúc mình ngấp ngáp mình nhớ tới cái mặt của nó đáng ghét rồi cũng không có nên. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn. Giá kính thưa, chỉ cần xin nào xin ở trong đạo tràng tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng cần xin nào ở trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt được áo pháp ngũ ngầm hay tầm. Nam mô Bổn Thầy Giá, nam mô Mô Thâm Mai Giá, nam mô Sang Khai Giá, nam mô Rất Tịnh Nát Tự Giá Xa. Hình như là ngày cả còn nóng rụm mới gì không biết, ngày còn hay không còn thì chúng tôi không biết, nhưng mà quý vị lên tiếng mọi ngày để xem nha. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Dạ, sa thủ lành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng chúng con, để chúng con tiến gần đến lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và chúng con cũng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tâm. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Dạ, con không biết ngài Trí Đức có trước mái cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, để sau khi con sám hối, con cũng thỉnh ngài chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ang ghe na văn đề hằng ba đà phẳng sông và ruột tam ang buốt thầy vô khả lý tâu đâu sau bột thô khả mạ tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đặng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na văn đề hằng tham anh cha du vi thăng hòa răng tham mê vô kha li tâu đô sô tham mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na văn đề hằng sanh khanh cha du vi tho tam ang sanh khê vô kha li tâu đô sô sanh khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ, chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đủ phước báo ạ. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài ạ. Dạ, vậy là ngài không có trước mái rồi. Quý vị biết là ngày nay là ngài dân y ở chùa Ngọc Đạt không? Nguyên Trang biết không? Dạ, đạo tràng có biết không? Rất là hoan hỷ. Dạ, rất là hoan hỷ ngày nay mình hướng về. Dạ, mình hướng về Ngọc Đạt quý vị. Hướng về Ngọc Đạt để vui với cái lễ dân y ở chùa Ngọc Đạt. Nhật Quỳnh nghĩ ít nhiều trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Ít nhiều gì trong đạo tràng, Nhật Quỳnh nghĩ là cũng có nhiều vị đã hù hước trong cái buổi dân lễ dân y này. Nên mong rằng tất cả chúng ta hướng tâm về chùa Ngọc Đạt để vui với cái phước mình đã cùng nhau chung tay tạo, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của. Và rất là xa thú nên mình hướng về thì Nhật Quỳnh cảm thấy mình cũng rất vui nha quý vị nha. Mình cứ vui đi, mặc dù mình làm không đủ tâm tư, nhưng mà dù sao mình cũng hướng về thiện pháp. Chứ bây giờ mà mình mà chờ như ngài, dạ, như ngài Liễu Tâm nói thì mình chắc không có tạo được. Dạ, không có tạo được, nghe hiếm hoi lắm. Ví dụ chị Bách Ta nè, ví dụ như chị Bách Ta đi, hướng tâm, dạ, cúng dường, làm phước rất nhiều trong buổi lễ này. Mong là được đi về, nhưng mà rồi trận dịch này đến thì đâu có đi về được. Dạ, thành ra mình cứ quan hỷ đi quý vị. Dạ, mình quan hỷ đi. Mình tạo được ít nhiều vậy với cái tâm quan hỷ, dù mình ở xa mà cái tâm mình quan hỷ còn hơn là mình thôi ở xa quá, thôi khỏi làm phước thì mình lại càng bất phước hơn nữa. Này, Nhật Quỳnh nghĩ đơn giản vậy đó, tại vì mình không có đủ, không đủ duyên để mình tận tay, tận tay nên là rất là hoan hỷ. Quang Nguyệt ơi, hồi nãy Nhật Quỳnh có gọi điện thoại ra ngài Trí Đức rồi, và
Trà Khúc là người mà đội bác của Hoàng Nguyệt nha. Nhật Quỳnh làm con bồ câu liên lạc và liên lạc Quang Hỷ thì nghe Quang Nguyệt nha. Nhật Quỳnh nghe Trà Khúc đó đi lên ngày hôm nay nè. Trà Khúc tội nghiệp lắm, tối hôm qua đã nói chị Nhật Quỳnh ơi, nghĩ tới ngày mai mà em được đi lên chùa Ngọc Đạt đó, em giống như em sắp về nhà cha mẹ mình vậy đó. Nên Nhật Quỳnh nhớ lại, nên Nhật Quỳnh điện thoại cho Trà Khúc, mà Trà Khúc cũng ngại ngùng rồi. Nhật Quỳnh nói không sao, để Nhật Quỳnh điện thoại cho ngài. Và lúc đầu giờ Nhật Quỳnh đã điện thoại cho ngài, ngài rất là hoan hỷ, ngài xa thú. Có Quang Việt ở đây coi hình cho coi coi luôn hả? Dạ, rất là hoan hỷ. Nên thôi vậy thôi, mình bây giờ ngài chắc là đang bận lắm rồi, nên thôi bây giờ đạo tràng chúng mình cùng nhau hồi hướng nha. Dạ, hồi hướng chư thiên, mong chư thiên hoan hỷ với phước báo chúng con đã tạo được. Dạ, kính mời đạo tràng ạ.